Vậy nào gom qua cho tới Qua Lĩ à? Điện thoại không bắt máy, nhắn tin xong rep. Lê Huyền sao lắm thế? Cái điện thoại đâu hả? Có tình yêu nào thấy điện thoại của em không? Cô chia sẻ phát nè. Dùng thấy điện thoại hay không? Hello cả nhà nha. Xem nha, chị nào Thái Nguyên rồi tương tác với chị em mình ơi. Kéo luôn cái bàn đó luôn giùm em cái chị. Bỏ cái hàng sáng này lên. Chung là bữa mưa mà đứng bên góc đây lai là buồn ngủ ghê luôn á. Gió nè. Hello cả nhà nha. Hello Linh Nguyễn nè, trời lâu mới thấy Linh Nguyễn nha. Vô lai. Hello chị Thảo Nguyễn, hello chị Mai Thí Diệu nhé, hello chị Anh Vũ Nguyễn, chị nào Thái Nguyễn rồi tương tác lên luôn dùng nguyên cho chị em mà nhé. Lên trễ, lên trễ, lên trễ. Còn khẩu trang bé cho em lên luôn chị nha. Lên luôn nha. Chị nào vô rồi tương tác lên luôn dùng nguyên xíu với chị em mình nha. À, xả tiền chọc thôi. Còn xả tiền chọc thôi. Lên cho lên cái mớ này trước nè. Ở đâu mà ra lòi ra cái chiếc này đây. Cắt tỉ ghê hề. Cũng phải hàng xả đúng không? Riêng rồi nha. Thấy chị dẹo mà ơi, lên nhanh luôn nha. Cái quần này xả chị kìa. Cái quần này đang thiếu hàng CM này, bỏ ra nó chút cho các quần 43.000. Quần 43.000 đang thiếu hàng. Đang thiếu hàng. Chị ok cho Nguyên lên luôn nha. Trời ơi, bộ này. Bộ thun Thái này. Mã này hay sành xanh hàng Thái 888. Mẫu này hết sành xanh luôn dạ mình nè. Rồi bộ hàng xả nhé. Bộ này đang đi chạy mình 95.000 đúng không? Em xem luôn dạ mình nhanh tay nhé. 79.000 ai nhanh tay thì có. 79.000 và hàng này hàng xả chứ dạ mình nó size dạ em lấy 60 nhé. Bộ Thái 888 cái này không có size vậy. Cái mã đằng sau này không có size.
Em lên luôn cho em mình bộ này với giá 79.000, bộ thun thái luôn, dùng nguyên size chị, em lấy 60 mau ok. Lên mã bộ thái 79.000 nha. Chị nào lấy thái 79 lên thái 79 luôn, dùng nguyên ok. Cái này có hai con, em bán tặng chị em mình 25.000 một con luôn. Hàng này hàng sale 39.000 nè. 25.000 một con. Lên mã chữ đỏ luôn, dùng nguyên chữ đỏ và chữ nu nhé. Size này chị em mình lấy 62 vô tư, chị em mình được hai con. Được hai con nhé, sale 25.000 nát luôn, một cái màu đỏ, một cái màu này nữa, size 62 này. Lên mã 25 nhé, chốt mã 25 luôn dùng nguyên chữ đỏ gì Thảo Nguyễn nè. Rồi nhé, rồi lên mã chữ nu luôn dùng nguyên tặng 29, ông quên lộ 25.000. Còn chữ nu nhé, còn chữ nu hết chữ đỏ rồi chị, tặng 25. Cái này hàng em đang đi chị em 39.000 nha. Rồi lên luôn dùng mã nu luôn dùng nguyên, ưu tiên chốt cho khách chia sẻ nhé. 25.000 chị, 25.000, 25.000 nhé. Còn cá chị nào lấy cái này lên mã chữ nu luôn dùng nguyên 25.000 nha chị em mình ơi. Ơ đây cái bì này cho nó đẹp này chị nè. Cho nó đẹp. Rồi, chip này thì không còn cái set nào luôn, bao nhiêu chị hỏi. Chữ đỏ em hết rồi. Hết chữ đỏ nhá. Nu nu nu, ưu tiên cho khách chia sẻ nha. Nu nhá. Chốt nu lên luôn dùng nguyên. Không thấy chị nào chia sẻ hết trơn. Cái này em có 5 con, set này set 5 nhá. Đây luôn chị em mình 59.000, hàng này em hết sành xanh rồi. Hết sành xanh rồi, lên mã chip 59.000. Bao nhiêu chị hỏi cái chip này nè. Không, đang cháy hàng cái mã này và không có hàng về. Đây luôn chị em mình con này 59.000, 5 con. Toàn bộ hàng xả chứ còn cái này em hết rồi nè. Ưu tiên khách, chốt cho khách chia sẻ nhé. Chị Nguyễn Hiền Lương chip này. Chip này chị Nguyễn Hiền Lương. Nguyễn Hiền Lương chip này. Đây một set và đây là set 10 rồi. Nha. 59.000, 5 con mà. Cho chị Mai Thí Diệu con. Thảo Nguyễn set nữa nè. Thảo Nguyễn set, cái này chia 2 nhé. Gan bụng có sẵn á chị. Gan bụng có sẵn. Chip nhá, còn được 2 set chip. Ưu tiên chốt cho khách chia sẻ chị em mình đi chị em 59.000. Thảo Nguyễn chị. Xanh đó là size dưới 60, size dưới 60 nhưng mà set đó là chắc vừa phải, không có dài nhé chị em mình nhá. Đây, còn được 2 set, đi chị em mình 59.000. Nha, 59.000, thế bỏ chị Mai Thí Diệu thêm set nữa chị, còn một set. Còn một set nhá, 59.000. Mai Thí Diệu thêm set. Set phía sau còn size nhỏ chị ơi. Cái này là size nhỏ, cái này là giùm. Cái này là hàng em đi nhập nhiều quá là 95.000. Em xây dạy 59.000 thì còn xây nhỏ. Xây tầm 48 độ vầy 38 nhé chị Quang Cao ơi, 38 38 à, em đang xài. Em đang xài. Chiếc bé em còn xây nhỏ chị ơi, còn xây nhỏ chứ em lên sao nhé. Cái này là dâm nhá. Nhưng mà xây 48 độ về thôi. Con này hàng em đi nhập số lượng nhiều là hàng 95.000 ấy. Chiếc nha chị. Chiếc là chị Lê Phượng gần nhà đã lái. Lê Phượng đã lái. Mai Thí Diệu đâu đã có, đâu xuống đâu mà chưa có à? Thế thì Lê Phượng không có nhé. Đây này dâm nhé, có hai cái thôi. Chị Nguyệt bắt cho em khẩu trang bé luôn trước đó. Còn được ít nữa em lên luôn, bán tặng luôn cho khách luôn. Rồi lên luôn chung mãi dâm luôn dùng em ok nhá. Lên mãi dâm luôn dùng nguyên sale luôn, trẻ bằng 59k cái dâm. Rồi nhá, tiếp luôn dùng nguyên con này. Tặng thoát. Hàng này là hàng dài lắm của nam nhé chị em mình nhé. Và size này là size 65kg. Tặng khoác nam, em bán tặng chị em 49.000. Hàng này em đang sale 79.000. Được có hai cái dâm thôi chị ạ. Được có hai cái thôi. Sóc này đúng hai cái thôi. Bỏ hai cái cho tây luôn. 59.000. Nha, rồi lên luôn trùng ở khoác. Mà chị ơi, ghen bụng thì là chị chốt đơn cái xong chị nhắn qua cho em tư vấn size nhé. Em tư vấn size nhé. Tại vì là phải phụ thuộc vào cái vòng eo của chị em mình nữa, nên là chọn cái size, nên là chị em cứ hẳn có cái số đo vòng eo, chị em mình nhắn tin qua luôn dùng nguyên mình chọn size nhá. Từ từ chờ em xíu, lên luôn dùng con này khoác 49.000 luôn. Chị nào lấy khoác 49, chút khoác 49 luôn dùng nguyên ok nhá. Chị này sang được có một cái áo 39.000, xong để miết từ ngày 22 tới giờ, 22 đến giờ em đi luôn cho trẻ mình con nào luôn. 25.000, ai nhanh có. 25.000. 25.000 nha, chốt mã 25k là ok nha chị em mình nói. Chị có chia sẻ đâu. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này. 25 chị ạ. 25 cho ai. Áo trắng 25 cho ai. Cho chị Nguyễn Hiền Lương. Nguyễn Hiền Lương. Rồi con này lên luôn dùng nguyên. Tặng bé 29, à lộn lộn 39k luôn. Tặng bé 39 luôn. À, size M hả? Rồi ok. Ok nhé, chưa chị Văn Cao cái size M.
có hàng rồi kia, có hàng còn sót 3 thùng rồi kia, cái này còn sót 3 thùng, cứ ghi lại chị, ốp xong. Cái này em lên luôn, ghi em mừng luôn này, bán này 39.000 nha chị Mai Thí Diệu, 39 gì Mai Thí Diệu. Khẩu trang bé nè, em sót, bữa giờ giữ miết không bán luôn ý, giữ miết không bán còn được 3 thùng nha, khẩu trang bé, hàng này hàng xịn luôn, hàng tâm nhé. Cái này lên mã khẩu trang bé, giữ không bán, trời ơi. Cái này lên mã khẩu trang bé, khẩu trang cá với chị em mình ơi nha. Cái này em đi luôn chị em mình xác, khẩu trang nhé, khẩu trang bé, cái này em đi luôn chị em mình là 49.000 nè, 46.000 đi, 46.000 một set nhá, 46.000 một set đấy, để cho chị em mình kẹp đơn thôi, đúng con này đi cho chị em mình kẹp đơn thôi. Lên mã khẩu trang 46.000 một set 50 cái nhá, một set 50 cái, giờ đi mua lẻ con này bao nhiêu tiền, lên mã khẩu trang luôn dùng em ok nhá nha. Chút ô chị nào mà chốt 6 đôi giúp đen đi, chút sao mà chốt trước, sợ đừng nỡ hàng không đủ về, không đủ chi ấy, chút lâu rồi. Cái bóc cho chị, nhưng mà ưu tiên cho chị gì ta, à, chốt cho chị gì trước, chị đào Mỹ trước 5-6 đôi gì đó, chứ không là là nợ của chị. Rồi lấy mã khẩu trang bé ok nhé, ok lấy mã khẩu trang bé cho chị Mèo Nga, cho chị Hà Kiều, cho chị Hà Kiều, cho chị Lê Cherry, cho chị Hà Thảo. Ôi Hiền ơi, chết Hiền ơi, Hiền ơi, mấy nông ra rồi, không phải, chắc là rút rồi, chắc là rút rồi, chắc là rút cái dây rồi nè. Lên khẩu trang bé luôn dùng nguyên là ok nhé, em đi luôn chị mình 46.000 50 cái. Cái này 50 cái nhé. Giờ lên mã khẩu trang bé là ok, 50 cái nhé chị em mình ơi, nhớ luôn dùng nguyên. Còn cái này là khẩu trang cá hàng ăn xăm, hàng này là xịn sò rồi. Khẩu trang bé ok, chị em cứ lên mã khẩu trang bé luôn dùng nguyên 46.000. Nhưng mà ưu tiên cho khách là kẹp đơn, chứ còn một cái món, một cái đơn là 46.000 là em không đi đơn được nhé chị em mình á. Một cái đơn này 46.000 em không đi đơn được, hay là chị em mình tranh thủ gom thêm cái gì đó để em đi đơn nhé, thằng 46 luôn. Thì nào lấy cái này lên mã 46k nha, chút 46k là ok, 46k, chị này đúng là cố tình rồi đây. Nguyễn Thị Kim Nhi gọi mãi không được, cho cái số điện thoại này, cách mới đúng không? Số điện thoại nào mà bưu tá gọi không được, nhà em gọi không được, nhắn tin không trả lời. Một cái đơn 657.000, 8 món 657.000 em xả ra luôn nhé, xả ra luôn nhé. Được chưa? Ra rồi đó, ra rồi đấy, ra rồi đấy. Cho chị Mai Thấy Diệu khẩu trang bé luôn. Được chưa? Cho chị Băng Cao khẩu trang bé, ok nhá. Lên luôn dùng cái cặp này. Chị Nguyễn Thị Kim Nhi ở địa chỉ là 27 Đặng Huy Xá. Em không biết là chị cố tình hay như thế nào nữa, nhưng mà nhà em nhắn tin lại thì không thấy trả lời cho cái số điện thoại này. Bưu tá gọi không được, nhà em cũng gọi không được. Đấy, hòn về rồi nhà em nhắn tin cũng thấy trả lời. Khẩu trang chị Mỹ Hạnh Hồ, chị Huệ Nguyễn, Huệ Nguyễn, rồi ok lắm, em lên luôn chị em con này. Thì điện ok rồi, thế là điện ok thì cho số chính xác xong mà đi. Thì điện được đúng không? Thế mà sao giờ bưu tá đi là gọi là bảo sai số? Dạ giờ chốt đơn xong là đi đơn hết rồi. Nè, 7 món. Ôi, à, nợ nhiều đúng không, bỏ ra đi. Đang nợ khách nhiều cái nớ lắm luôn. Cặp này bán tặng 29.000 luôn. Khẩu trang bé em đi 46.000 chị ơi, bao rẻ luôn. Ồ, bộ bé, bộ xuất hàng, bộ gì bỏ ra em sale hết luôn đi. Sale nốt ngày nay và ngày mai nha, sale nốt ngày mai, đây ngày mai. Và thứ bảy là nghỉ nhá, tranh thủ trẻ mình chốt để đi đơn nhé. Tặng 29.000 luôn một cặp này, có tông tàu luôn, 29.000 đó, 29.000 nắng lanh thì giờ cháy hàng, không có hàng cả. Con này tặng 29 luôn nha, nguyên một xác, cái này có tông tàu, cái này tầm 55 đổ về chị em chốt ok. Lên mã 29 luôn dùng nguyên 29 cho chị Phúc Nêu, Phúc Nêu nè, Thung Thái nè, sách xanh hả, cái xanh đây chị ơi. Nhưng mà em nói nè, cái này toàn bộ chắc của nó vừa phải, không quá dài cái chị em mà nói. Nha, như thế này nè, không quá dài. Người ta cái này làm vừa vừa, không có quá dài á, nên là chị em mình để ý mà chốt cái set này. Tháng này cho chị Ngọc Quyên 45.000. 45.000 chị Ngọc Quyên. Rồi con này tặng 49 cao luôn. Đây nè, con này đang đi 89.000 nè, 79.000. Lên mã khoác nam 49.000 luôn, size 55 57. 55 57.
Cái này em đang đi mấy chị nhìn dưới? 100 mấy? 115 nghìn nguyên sát chứ chị ạ. 115 nghìn nguyên sát. 115 nghìn nguyên sát. Chắc vừa phải không dài á. Chà, mua chim mà mua cả dây. Hôm nay chỉnh Dương Tị mua dế mà mua cả dây luôn, cả ri luôn. Thóc cũng chín hết rồi nha. Đây này, bộ này chị hồi nói gì chị? Chị gì á, chị Nana dặn cái cái này bị một sọc ở giữa nhé chị em mà nó. Bộ này em đang đi chẻ 115 nghìn, 125 nghìn. Bị được sọc nhẹ ở giữa này chị em mà nè. Đây chị em thấy không? Chốt cái này 115 cho chị Út Hâm. Út Hâm xếp dép vào khoác nha kìa, ẩm thật đà thành kìa, dép đa nhà em tranh thủ trả thì có 200 đô thôi. Nó nhắn tin sai qua giùm em cái để soạn luôn chứ không là hụt sai nữa. Đúng luôn, cái này bên này, bên dép này đúng đẹp rẻ nhưng mà chờ lâu quá. Thì cái hàng ra nó ra mẫu phát là lâu lắm luôn, 2 tuần mới ra hàng, còn sợ không có đủ. Từ từ để nhà em chốt đã nhé, còn chị em mình chốt sau thì để từ từ nhà em dư ra thì chốt. Cái này em đi chị em 79 luôn, 79.000 nhá, đang đi 115.000 này. Đây chị em mình thấy rõ 115.000 này, em kia 79.000 nhá, 79.000. Ôi có cả cái đồng hồ này nữa nè, tặng 49.000 luôn, đồng hồ tặng 49, 79 cái gì à, mai thiếu gì xem dép, nhưng mà em sợ thiếu hàng, dép chưa chốt hết cho khách. Đây này, cho khách coi mẫu thôi, đúng rồi, hơn 2 thường. Coi mẫu thì thêm à. Thì bữa sau đặt cái quai khác, nó sẽ ra cái quai khác nữa mà. Đồng hồ này em đi luôn trẻ mình 49.000. Chị nào đang có đơn này nhá. Đồng hồ nắng mùa hè 49.000. Nắng mùa hè đi đơn chưa Nguyệt? Nắng mùa hè 37 màu đen em sợ không còn ấy nghe. Từ từ để nhà em chốt đơn để nợ khách lâu rồi. Cũng hơn mười mấy ngày, nó 10 ngày, không phải 12, 13 ngày mới có hàng về tới. Rồi nha, lên luôn dùng bộ gấu này, đang đi trẻ 100 mấy, 115 nghìn nè. Gấu này đang đi 115 nghìn, đồng hồ bất kể nó bể ra người. Khoác lanh hết rồi, có cái nắng u mị ạ. Xịn á, hàng 140 mấy cho em ra em sale đi. Tại vì cái đó em không có hàng nữa, có mấy cái. Con này em đi luôn trẻ mình luôn là 95 nghìn, ai nhanh có. 95 nghìn, hàng này hàng bom đó chị em nè. Em cũng không biết là chị này cố tình hay như thế nào, chứ còn điện lúc điện chốt đơn thì được. Đến lúc giao hàng thì bảo là không phải. Không phải rồi, xong nhà em giờ nhắn tin cũng không thấy rét. Rồi nhá, cho chị TT này. Bộ này là em hết sành xanh này. Cái gì TT, bộ này sale 95 nghìn nè. Đi cái bộ nó sale giá 95 nghìn. Sale giá 95 nghìn TT. Rồi bộ này em sale luôn chị em 49 nghìn luôn. 49 nghìn cái bộ này luôn nhá. Size này chị em mình 57 đổ về là chị em mình chốt ok. 57 đổ về nhá. Rồi nha, lên luôn, gấu em hết rồi, 49.000 cái bộ này. Bộ lỗ 57 đổ về là chị em chốt ok nhé. 57 đổ về là chị em mình chốt ok nhé. TT chốt rồi, TT em đưa qua rồi. Rồi lên luôn dùng bộ này 49.000. 49.000 cái bộ này. Các chị Thảo Nguyễn. Thảo Nguyễn. Trời ơi, hàng xả nhiều đấy hả. Rồi nhá, lên mã nắng dài luôn dùng nguyên. 49 cao luôn. Ủa con này nắng thơm mà. Thì mình chốt đơn mình còn nhắn tin qua lại nữa mà rep ok rồi mình mới đi đơn mà ta. Size 60-62, 110 luôn. 110 luôn. Em không đi nhập ra được giá này em đảm bảo luôn ấy. Lên mã thơm dài size 62 đổ về. Thơm dài hàng hai lớp nha. Đi trẻ mà 110 cứ like tới cái con này. Thích ngửi ghê luôn. Nó thơm lắm. Nha, chị nào lấy cái này lên mã nắng thơm là ok 110 luôn. 110 không thể nào đi nhập ra được ấy. Bộ này mới vừa đi xong. Bộ này đi 95.000. Thơm cho chị Hồ Hằng chị. Hồ Hằng. Hồ Hằng chị. Không giáo chị. 110 luôn. Trời ơi, bộ này hôm bữa đâu có hàng mà chốt. Lên mã này mã loan dùng nguyên nhé. Comment lên mã bộ loan dùng nguyên, loan vàng nhé. 85k đi. 85k, trang váy có up lên trang cá nhân, mình đặt lên trang cá nhân đi. Cái nào up lên trang cá nhân vì sao mà không đặt mà cứ trẻ mình phải chờ like ta. Giá đó thôi. Em nói giá 69.000 không thể nào. Ai chị TT á, đặt cái chân váy loan vàng cho chị Huỳnh Thị Phương này. Cái chân váy đẹp lắm á chị TT, lái đi. Lái về mà bán. Em nói thật sự ấy, còn ít.
Cái mã đó cực đẹp luôn mà đi 69.000 thôi. Lon vàng này, cho chị Huỳnh Thị Phương lên thông tin cho em nhé chị ơi. Lên thông tin cho em nhé. 85.000, cái này em sẽ chạm 29.000 luôn, lên mã chữ đen. Chữ đen. Hồ Nguyên Trừng à. Có thông tin hết như thế này mà không rét luôn à. Lê Huyền. Đen này cho chị Ngọc Nguyên 29. Cái này 29 cao luôn, lên cúc luôn chị Nguyên. Khách cũ đây chị em mình, Ngọc Nguyên. Ngọc Nguyên 29.000 cúc luôn. Size này yên tâm 65kg vẫn mang được này. 29.000 luôn nha. 29.000 luôn là khách cũ. Nhắn tin không rét, gọi điện không trả lời. Cực dễ sợ. Trắng nhé, chị nào lấy trắng lên trắng luôn dùng em, ok. Trắng nhé chị em mình nhé. Comment trắng. Bộ này là bộ, bộ này bộ máy, bộ sale. À, không. Bộ này của mẹ. Bộ này của em. Mẹ Nguyên ghi rõ ràng là trong bao rồi. Quýt chưa đó. Em là từ đó rồi đúng không? Ghi rõ ràng trên cái bao. Quýt chưa đó. Trắng kìa. Ok chị ạ, trắng gì Thảo Nguyễn. Trắng Thảo Nguyễn. Bộ này tầng 39 cao luôn. Size 52. Tầng 39 và size 52 dùng Nguyên nhé. Chốt mã tặng 39 size 52, bộ này bộ satin. 39 và size 52, cho em cái quần này mở lên bán tặng luôn chị. 39 và size 52 nhé chị em mình. Cho em mã 39. Size 52 đổ về. Chốt mã 39 là ok nhé. Cho em mã 39k, size 52 đổ về là chị em chốt đẹp. 39. Dạ, dài quá gối. 39 giờ bích hành nghĩa, bích hành nghĩa. Cái này như thế này mà trả đi chị em mình. Bị hụt một xíu này chị em về đạp đơn giản, rất là đơn giản luôn. Con quần đẹp như thế này. Size 55. Cái này em đang đi chị em là 69. 79 chứ, con này hồi nãy trừ 79k phải không chị? 79k đúng không? Cái này em sale luôn chị em bằng luôn. Nè. Nó bị một xíu này chị em chỉ cần đạp lại 5.000 thôi. 49.000 con nào luôn. Siêu đẹp. Size 57 á, chốt 57kg. Mà chị gọn có khi cũng lên. Đấy, còn con có xíu nữa mà đi trả, mà trong khi con quần nó đẹp như thế. Hết luôn nhé. Hết nhé chị em mình nhé. Mới nói những cái là thật sự rất là tiếc luôn. Dép đâu mà có để đi đơn cho Nguyên đôi dép không Nguyên. Nhưng mà sợ không rủ ha. Thì là đây đây cho chị ấy, chị bóc chị tội nghiệp hà này. Tội nghiệp. Đây nè, cái thằng đai nên hở xíu nè. Đó, đó. Nên là nhiều chị không hiểu được. Đây này, hàng này hàng chuẩn hàng xuất trẻ mình. Hay mua hàng xuất cái này vô các shop như là ở dưới đường đường nhiều em mất tiêu Lê Dũng á, hay có những cái shop bán hàng này nè. Hàng này là hàng xuất khẩu. Nha, con này em nói là đi bao, đi chán, đi chê gọi là đi gọi là không muốn đi nữa, vứt thôi không biết bao giờ nó đứt. Mà càng đi nó càng mềm, cái quai này càng đi càng mềm. Nha, chép này thì em đi chị em 145.000, mình chắc là hiện tại chị nào mà đang có đơn đang đặt rồi thì nhà em đang chốt. Đặt hai lần mà không có là không được ở nha chị, ẩm thực là Thành bảo là đặt hai lần rồi lấy sai luôn. Nhắn tin sai luôn, không dùng Nguyên Hiền đang chốt. Hiền đang chốt nha. Em mà đi chốt đây. Hiện ra sẵn chốt rồi đó. Rồi ok nhá. Đấy, chốt đi. Chị ẩm thực là Thành lấy sai đi. 39 nếu như còn thì bóc cho chị Hà Kiều. 39 còn thì bóc chị Ti Ti nha. Nếu còn nha, còn em không biết nếu như chốt xong còn ấy. Nha, em nói trước nha. Những chị á Hà Kiều mua rồi à? Nha, em nói là còn thì em bóc, mà hết thì thôi nhá. Nha. Nhớ chốt cho chị Đào Mỹ trước nha, chứ không là đợt trước tới giờ chưa có của chị. Nha. Không, trong comment của chị cũng có. Rồi nhá. Tạm là nếu mà còn thì là ngày mai em lên live. Có 200 đôi mà khách Nguyên thấy đặt quá nhiều rồi. Sợ là nhiều chị chờ lâu không được thôi. Sợ là chờ lâu không được thôi. Nên là bỏ đơn thì là đâm ra là nếu còn hàng thì là ngày mai em chốt cho chị em mình nhé. Còn hết thì thôi nhé. Chờ đợt sau chị em mình sẽ ra quay mới. Còn thì em bóc nhé chị ơi. Còn bóc nhé chị Nam Trương Nguyên. Nha, còn ấy 145.000 hàng này chị em mình đi vào các shop mà bán giày Việt Nam xuất khẩu á, là rẻ nhất cho chị em mình ấy là 250.000, 26.000, thậm chí là 301.000 một đôi. Mà đi dòng này đi sướng. Dòng này đi rất là sướng, thì càng cái quai nó càng đi nó sẽ càng mềm. Rồi nha. Lên luôn nhiều Nguyên đi về đợt trước hình như là cũng mấy trăm đôi à. Đợt này là có 200 đôi thôi. Nhưng mà đợt trước không đủ hàng trả. Rồi cái này size L nhé chị em mà nó. Size L cho nam, cái này em đi luôn chị em mà 69.000. Size L size 62 đổ về hàng này khách xã chứ không có hàng. 69.000 con này nhé. Lên mã L luôn dùng ok 69. L 69 rồi, con này có size thì người chị.
hết rồi. Cái này em bỏ lên bán tặng luôn cho vợ mình luôn con nào luôn. Hàng này em đang chị em 59.000. À, cho chị Mai Thí Diệu. Con này em đang chị em 59.000. Chị ơi. 69 em nói này còn thì em chốt mà hết thôi nhá. Nhá chị Thương Hoàng á, nếu như mà hết thì là em up lên để chị em mình qua cái đợt hàng sau nhé, cũng là tầm khoảng 10 đến 12 ngày là có hàng. Nó quay toa là tầm khoảng đó là ghép toa đấy. Ghép toa đấy chứ cũng không cái này không có có hàng sẵn đâu. Ra rất là nhiều mẫu nhưng mà em ngại cái là chị em mình chờ nên là em không không có đi nhiều, không chạy nhiều thôi. Mà hàng này em chạy, em làm nó từ lúc cũng 4 năm rồi. Làm với công ty bên này là 4 năm rồi. Nên là hàng nó rất là ok luôn, đi rất là bền. Cái này cách CM. Cái này cách CM nhé. Xây mờ cái này em bán tặng cho em 39.000 nó luôn, hàng này em đang sale 59k, size trẻ và 50 đổ về. Quay dòng quần tiết kê 39.000 xây mờ. 39.000 xây mờ, size 52 đổ về và tặng 39.000 quần tiết kê và không thể nào đi nhập được dần 39.000 nha trẻ mà nó. Nha, cái này giống như là quần nhung găng ấy trẻ mà biết không? Cái này trẻ mà mua rẻ nhất là 79.000 một con và em sale trẻ mà con này 39.000 xây mờ có đúng con thôi. Nha, chị nào lấy 39k xây mờ lên 39k xây mờ có một con. Cái này có quần cho chị Lê Cherry, cái này có size XM chị. S như Nguyên đang mang size S thôi, cái này không có size lớn vậy, hết size lớn rồi. Cái này em bỏ lên bán tặng thôi. Rồi cái này thì hiện tại chỉ có S và M nha. S và M chị đếm bao nhiêu con size? Em cái mà em chốt là chị bóc bỏ thôi này. Cái này chỉ có SM nha, dưới 50 và 52 gai đầu là chị em cho ok, sale 39.000 luôn. Sale 39.000, màu này nó nhạt hơn, chị em mình lên rõ cái size luôn dùng Nguyên. Lên rõ size luôn dùng 2 size SM. S cho chị em tầm khoảng 4 dưới 48. Thì tâm lê xây mờ nè, tâm lê xây mờ nè, tâm lê xây mờ nè. Em đi luôn chị em 39.000 nhé. Tâm lê xây mờ chưa? Chị Nam Trương Nguyên xây mờ. Cúc Phan xây mờ. Sao xây mờ chợ? Cúc Phan xây mờ. Lê Cherry là thêm cái xây mờ nữa. Còn xây mờ không? Hết xây mờ rồi chị em rồi nhé. Rồi xây S cho chị Nguyễn Hoàng Trang ơi, lên địa chỉ trên like. Để em in đây cái số điện thoại. Lên cả địa chỉ trên like luôn dùng Nguyên nhé. Còn xây S thôi. Lên cả địa chỉ trên like luôn dùng Nguyên. Em có Trấn Nam, chị Nguyễn Vương không có chị ơi. Chị ơi lên cả địa chỉ trên like cho em nhé. Toàn bộ khách có đơn kèm hết địa chỉ trên like luôn dùm em nha. Đấy. Còn xây S thôi, xây dẻo mình dưới 50 nha Nguyên. Em đang cầm xây S luôn. Nhưng Nguyên là Nguyên đang mang xây S thì Nguyên 50kg nè. Nhìn cái con quần này mà em đi chị em mình 39.000, chỉ có nhà Nguyên bán thôi. Em đi cho nó sạch kho cái mã này đấy. Nên là chị nào lấy cái này lên chung mã này là mã S thôi, còn mỗi size S thôi. Nha, chị nào lấy S lên S thì chị thu trần cái size S chị. 39.000 thì không thể nào đi nhập ra được đó. Nên là chị em mình tranh thủ mà phát. Nha, toàn bộ khách có đơn, khách mới kèm hết thông tin trên like cho em nhé. Kiểu thì gì thì nhà em nha, chốt đơn còn phải nhắn tin lại cho khách. Nhắn tin cho khách, sau nếu khách không đấy nhà em còn gọi lại nữa khách mới. Nha, còn size S thôi, chị nào lấy S lên S luôn dùng Nguyên là ok nhé. Em sale luôn chị em mình nói chọn kho là mà 39.000, còn mỗi size S thôi. Còn ít cái này, em còn được mấy bộ, cái này bé gái à. Bỏ lên bán tặng luôn. Bỏ lên bán tặng luôn nhé. S cho chị Ngọc Lan luôn. S chị Ngọc Lan luôn chị. Cái này em bỏ lên bán tặng luôn và không chọn màu chị em mình nè. S cho chị Huỳnh Thị Phương. Huỳnh Thị Phương. Các màu luôn, cái này toàn cute của xuất hàng nhé. Size này dành cho bé nhà mình là tầm khoảng 11kg. S cho chị 8 Phượng. Nè, cưng chưa? Tầm 11kg đổ về. 11-12kg nhé. Xin chưa? Bỏ lên bán tặng chị em mình con nào luôn. Nhiều hình lắm. Đi luôn chị em mình là 46.000 đi. 46.000 nhá. Lên mã 46 luôn là ok. Trời ơi, vải này thôi bao đã luôn. 46.000 nhá. Chị Ngọc Lan có rồi chị ơi. Nhiều màu mà toàn là hình cung te không chị em mình nè. Được còn được từng nài cọc nè. Cái này không có size 35kg đâu chị ơi. Cái này đang còn size nhí thôi. 46.000 một bộ. Nha, bộ này bao sướng luôn. Chị nào mà có bé con mà ví dụ như là tầm dần dần mới sinh dưới 1 tuổi. Dưới 1 tuổi không có chợ. Dưới tuổi mua con này. Nha, đây 46.000. Không có size to chị ơi, cái này em còn lẻ tẻ thôi. Cái này đang còn lẻ tẻ thôi, size này dưới 12kg. Đây luôn chị em mình 46.000, không thể nào giá mà đi nhập được ra được giá này đâu chị em nữa. Nha, cái này không có bé trai chợ, hết bé trai rồi. Size này còn bé gái thôi. Nha. Size này có bé gái thôi, quần size M hết rồi chị ơi. Còn toàn size này của bé gái thôi. Nha chị ơi, chị Nguyệt ơi, xong bóc cho em thử bên này thử là có size gì nó cho em lên luôn với cho chị Giang Phan bộ này. Giang Phan bộ này.
đẹp, em nói làm riêng 12 ký phát luôn cho nó mấy bộ mà mang chị. Còn cái size này. Cái chai size gì đó? 60. Size 60, size 13. Size 13 ký, đưa đây em coi. Có 3 bộ. Có 3 bộ size 13 thôi. Bé trai được 3 bộ size 13 này. Quần size S chị Phúc Nail. 4 bộ size 13 này. 4 bộ size 13 cho bé trai này. Size 13 cho bé trai, cái này em sale luôn cho dễ mình là 46.000 luôn. Toàn bộ giá này là em bán tặng trên like nhé. Có 6 mấy 4 bộ thôi. Đẹp lắm. Nha, lên mã tặng trai 46.000 thì không thể nào mà đi nhập ra được như vậy mà thôi. Nhá, có size gì nữa không chị cho em lên luôn. Có mấy bộ thôi, chị em mình tranh thủ nhé. Giá này là em bán tặng trên like, không chị em lên cái số nào chị em mình chốt size đó thôi. Toàn bộ cái này là em còn lẻ tẻ size ra rồi và có số lượng ít thôi. Nha. Nên là chị nào em đọc cái size nào, chị nào mà thấy ok thì chị em mình chốt cái này size 15 kg. Size 15 kg. Size 15 kg luôn dù nguyên. 10 kg có chị ơi. Thì 10 kg chị lấy cái 13 kg quay đầu là chốt ok. Cái này 15 kg. Không có size lớn đâu chị ơi. Cái này không có size lớn đâu. Chỉ là size nhỏ thôi. Đúng không? Trời ơi. 15 kg. 15 kg có mấy bộ chị? 15 chị Nam Trưng Nguyên còn được 3 bộ này. Thế, tóc trai à? Tóc đi. Thế chị Thu Thủy nè. 25 hiện tại không có. Bé trai chị bé heo xây xây nhỏ chị. Hồi nãy xây nhỏ, Thiền bóc rồi. Bóc lại cho chị bé heo một bộ đi. Bé heo bộ đi, cho chị Nam Trương Nguyên thêm bộ nữa. Nam Trương Nguyên bộ, cho chị Kiều Trần bộ nó luôn. 46.000. 46.000. Ôi xe bự rồi. Size này size dưới 30 nhé. Size dưới 30. Cái này em lên luôn cho dễ mình là 56.000 luôn. À quên. Hàng này 69.000 mà. 50. Đây mà 60 đi. 60.000 đi chị em mọi người, size to nhé. Size này tầm 28 kg là ok. Chốt cho nó thông thả đấy, 28 đến 30 kg là ok nha chị em mọi người. Hết rồi chị Thu Thủy ơi. Bộ 13 chị Ngọc Lan này chị. Bộ 13 chị Ngọc Lan bác trai. Ngọc Lan đi. Đó chị Ngọc Lan. Trời ơi. 60 luôn, có mấy bộ thôi. Cho chị Mai Thí Diệu bộ này, có 3 bộ hả? Em bỏ ra em sale nó luôn chứ còn. Nè, 60 nhá. Bác trai đây rồi, rồi có rồi size này rồi. Cho chị Ngân Nguyễn luôn. Rồi còn bộ nó xinh lắm. Vải này bao đã, Ngân Nguyễn. 25 cái này cũng được. 13 cho chị Na Na bộ. 13 cho chị Na Na bộ chị. Na Na bộ. Rồi còn một bộ này cho chị Emily Trần đi. Emily Trần. Emily Trần. Size này 25 kg. Quần xé chị Phúc Nail có rồi nha chị ơi. Bé trai chị Na Na có rồi, size 25 con bộ này. Trời ơi, thứ này còn rất bộ thôi. Đây mà 25 kg cái này em đi luôn trẻ mình là 55k luôn đi. 55k luôn hè. Nha, lên mã 55. Size 25 nha chị em mình nó, đẹp lắm. Toàn họa tiết cô ta không chị em mình thấy không? Đấy. 25 cái này bỏ thêm cho chị em đi Trần bộ này nữa. Bộ này 55. Cho chị bé heo một bộ 10 và một bộ 15. Cái số 55 với số 65 hồi nãy còn. Số 65 hết rồi chị ơi. Bộ bé 27 kg à, 27 kg cũng hết rồi. Bé trai còn 27 kg không? Bé trai hết 27 kg rồi chị ơi. Còn bộ này size 25 kg thôi. Còn một bộ size 25. Bé trai size 15 cũng hết rồi, nó còn lẻ tẻ thôi. Lên luôn dùng nguyên nè. Đây 25 nè. Đây 25 nè chị em mình. Còn 25. Còn bộ nào 15 cho chị hai bộ à. Bé gái dưới 15 kg chị Lê Yến đi chị. Dưới 15 chị Lê Yến luôn. Dưới 15 hay không, nhưng cái nó nhỏ, cái nó tầm 12 kg thôi. Tầm số 60 65 chị không? 60 đây nè, đây trước mặt người đây người nè. Hai bộ. Lên thông tin cho em đi chị ơi. Dạ. Lên hẳn thông tin trên này. Toàn bộ giá này là giá hàng em xả thôi. Còn bộ giá này size 25 còn được 2 bộ này. Size 25 đi luôn chị em mình 55k. 55k. Khoác nam 73 kg em hết rồi. Còn được 2 bộ này, chị nào lấy lên luôn dùng nguyên nhé. Trời ơi, quá rẻ luôn. Quá rẻ, cái này size gì đây? 2 bộ này bé trai. Lên cả địa chỉ trên like cho em đó chị ơi. Lên hẳn địa chỉ trên like cho em, này còn lại tải em lên thôi. Nè, con chưa? Đây này 28 kg. Chốt mã 28 cái luôn cho nguyên nè. Bộ siêu nhân này.
quả trai. Lên 28kg luôn dùng nguyên nhé. 28kg, đi luôn trẻ mình là 60k được 3 bộ. 55k luôn đi. Cho nó sạch kho. 28 chị Thảo My. 55k gọn luôn. Nha chị nào lấy cái này bộ xuất hàng, cái gì Kiều Trần bộ. Kiều Trần bộ, rồi còn bộ nữa nè. Còn một bộ nữa chị nào lấy cái này lên là 28kg luôn dùng nguyên là ok nhé. Còn 14 hay 15 nữa cho em thêm bộ. Bé trai bé gái chị em mình lên rõ cho Nguyên đi rồi Nguyên bóc. 28 chị Mai Thí Diệu nữa là hết. Cái chị Mai Thí Diệu nữa là hết. Còn một bộ này size to này. Còn bộ này size to này. Size 32kg này chị em mình này. Cái mã 32kg. Hết. Mập rằng vừa mập phải lên số nữa. Mập phải lên số nữa. Mập cái loại này phải lấy 95, cái này 32 thôi. Mập 4 mấy ký rồi mà. 32 này, 32 chị Ngân Nguyễn này. 32 là 60. Ngân Nguyễn 32 là 60. Rồi cái này lên mã 18kg luôn dùng nguyên là ok. Trai 18 này. Rồi. Trai 18, cái này em đi luôn trẻ mình là 55k. Trai 18 dùng nguyên nhá, hàng xuất hàng 55k, nói chung là giờ nó có lẻ tẻ nên là em bỏ lên em sale cho nó gọn thôi. Nha. 55k luôn size 18. Bộ 25 hồi nãy nè. Con sóc bộ 25 à. Còn được bộ 25kg này, chị nào lấy 25 lên 25 luôn dùng em. 25 được 2 bộ, ôi phát luôn 2, cái này 75 rồi. 18 chị Trần Quỳnh Thi. Chị ơi chị lên hẳn thông tin trên like cho em đi chị Trần Quỳnh Thi ơi. Lên hẳn địa chỉ trên like luôn dùng Nguyên nhé. Chị nào có đơn chịu khó lên cả địa chỉ trên like luôn dùm em nha chị ơi. Chờ em xíu. Size 14 15 còn không chị kìa. 14 15 kg kìa. 14 15 cái gì lấy số 65 mấy. 65 còn không có à? Cái này tầm 25 27 kg này, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhá. 25 27 kg. Có cái nào em đặt tên là có nhá chị ơi. Cái nào em đặt tên là có rồi, cái này size gì đây chị? Cái này bộ dài rồi. Bộ dài không trải. Bộ này. Size 30 kg có bộ dài này em bỏ ra tặng bán tặng nó luôn cùng giá luôn. Nè. Nó thì tính chung còn bộ 25 hai bộ nó mua được. Em đọc hai đây đây không bộ này bộ nhỏ rồi. Bộ này bộ nhỏ. Có thể tính chung được một được một bộ nhé chị ơi. Đi 60k bộ dài này luôn được không? Đẹp lắm. Size 30 nhá. Chị nào lấy cái này lên mã dài 30 là ok chị em ơi. Dài 30 chị bút comment nha chị, bị ẩn comment không thấy. Dài 30, chị nào lấy dài 30 lên đúng rồi có đơn kèm cả thông tin luôn trên la luôn dùng Nguyên. Dài size 30, chị nào lấy dài size 30 lên dài size 30 luôn dùng Nguyên. Dài. Dài size 60 cao luôn. Rồi còn bộ này là cũng là size 30 bé gái. Size 30 bé gái nhé chị em mình nó 28 đến 30 á. Này. Dài em đi luôn chị em mình cùng giá nó luôn. Từ 28 đến 30 cái ôi cái này cưng trên này. Nó giống nhau nhé, đi 60 luôn. Còn được mấy bộ này. Đây. Bé trai nó còn đang sen thôi chị ơi. Còn lẻ tẻ. Ở trong góc trong cùng mới có cả quần chip bé để chị bỏ ra moi ra bán tặng luôn. Hết luôn cho nó sạch kho nhá. Size 30. 90 bé trai này, size 30 bé trai này chị. Size 30 bé trai đang còn. Đi đâu Mỹ coi thử cái lại cái size dép để nhà em chốt đơn luôn nhá. Chốt rồi đúng không? Bé trai đang có một bộ này. Size 30 nhá. Từ 28 đến 30 là ok nhá chị em ơi. Trời ơi, rẻ quá. Em nói là xả cực kỳ rẻ luôn. 60k đang vô mùa thì là nhiều nhà người ta còn không có hàng để mà bán ấy. Ok, nhiều nhà không có hàng để mà bán cho chị Nam Trương Nguyên hai bộ. Nhiều nhà đang không có hàng này để mà bán hàng vậy mình vào mùa là hai trái hàng. Mà em đã qua từ bữa giờ rồi, giờ còn lẻ tẻ lại là mẫu lẻ tẻ sai lại là em sale chị em mình hết. Cái này chị em mình chịu khó coi like bốc sai luôn chứ giờ mình chị em mình lên một loạt sai không có hàng để mà chốt. 18 cái siêu nhân hả? 18 cái siêu nhân không có đâu chị ơi. Số 70 còn không chị? Hả? Không có à? Hả? Bé trai siêu nhân. Bỏ cho chị Đào Mỹ một bộ. Rồi nhá, size 28 đến 30. Giá này quá rẻ chị ơi, mua cho nó. 28 đến 30 nhá, chị nào lấy cái này. Size 70 đang hết rồi. Cái này là vải xúc hàng, hàng thun, hàng có tông đẹp ấy. Hàng xuất hàng vậy mình biết không? Chắc là chị em mình mua cái này nhiều rồi mà không ai bán tầm giá này hết. Tự tin là sẽ không có ai bán tầm giá này hết, được chưa? Chị nào lấy 30kg nữa lên 30kg. Bé gái từ 28 đến 30kg, bé trai 28 đến 30kg. Bé trai 26kg cho con bê ra.
con beo la à? Cái này 28kg hơi rộng. Có số 85 gì? Có số 85 không? Ồ, cái này, đây này. Cái này có bộ bé gái size 37 này, 35 37 này, được bộ này. Cái lọ nó to. Ừ, cái lọ này là to. Trời vải mát cực kỳ luôn. Cái này size 35 kg nè. Chị Huệ Nguyễn lấy cái này đi chị Huệ Nguyễn nè. Vải cực kỳ mát luôn, hàng không đẹp quay đầu nhá, hàng này em chạy nhiều quá rồi. Trời cái bộ này thôi. Bé trai 30 chị bé heo nè. Hồi nãy em bỏ số 90 xuống á chị. Bỏ số 90 xuống cho chị bé heo đây. Con phải ra này. Rồi nhá, chị nào bé gái này cho chị Ngọc Hằng. Bé gái 35 chị Ngọc Hằng. À không, chị Huệ Nguyễn. Ok, chị Huệ Nguyễn rồi. Cho chị Huệ Nguyễn lên trước rồi chị. Cho chị Huệ Nguyễn lên trước rồi. Ok nè. Cái này từ 25 đến 27 bé gái nè. Cái mua Huệ Nguyễn mua. Huệ Nguyễn mới bỏ xuống. Bé heo mới bỏ đây. Cái khác em mới vừa bỏ xuống cái size sau mà size 9 mấy á, size 95 á. Không có luôn. Coi thử cái nó số mấy. Thì coi ở dưới cái môi em bỏ xuống 95 là cái gì ở đây hết chứ. 90 nè. Chị coi bên đó là số mấy. Để lại cho chị đi rồi. Cái này size 27 cái bé gái này. Nó tung, nói chung là giờ nó lẻ tẻ nè. Em lên hết cho chị em mình cho nó gọn. 27 cái bé gái. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên 27 kg bé gái nhé. Chị nào lấy 27 kg bé gái lên luôn nguyên. Ok. Đây nè. Đây nè. 18 20 kg có chị ơi. Số 70 số 80 con. 70 75 con. Nói chung là giờ lẻ tẻ rồi. Em lên thôi giờ như thế này cho nó nhanh. Em lên cái size nào chị nào thấy ok là chị em phát luôn. Được chưa? Chứ không là nó lằng quằng. Size 8 size nào size 32 kg. Lên mã gái 32 là ok với chị em, thậm chí 35 bé còn bon trang được. Nha, chốt mã gái 32 luôn dùng nguyên là ok. Nha, comment mã gái 32 hoặc là mã chục 32 luôn dùng nguyên, mèo 32 đi. Lên này mã mèo 32 đi, khách chốt đúng mã chốt đi cho nó khỏe chứ. Mèo 32. Cứ bỏ lên cho em này, em bóc từng cái đi cho dễ mình đo nó dễ. Mèo 32. Mèo 32, em lên từng cái size đi. Chị em mình thấy cái nào ok vừa cho nó, chị em mình phát cho nó dễ nha. Con này số mấy bay số rồi. 85, cái này 90 rồi. Size 32 bé trai. 32 trai luôn dùng nguyên này. Chị nào lấy siêu nhân 32 lên siêu nhân 32 luôn dùng nguyên. Đừng có vứt lên nó chị cứ xếp chị bỏ lên cho em. Nha, rồi lên luôn dùng mã này là mã siêu nhân 32. Lên rõ mã luôn dùng nguyên cho nó dễ nha chị em mình. Siêu nhân 32. Siêu nhân 32 cho chị Đào Mỹ. Mèo 32 kìa chị bút thấy không? Mèo 32 chị Như Nguyệt kìa. Như Nguyệt nè, cái này chị Đào Mỹ giùm em. Rồi lên mã chục luôn dùng nguyên. Số này 37 kg vô tư luôn. Cái này mới bỏ xuống. Ui. 37 kg bé trai nè. Chị nào lấy 37 bé trai lên luôn dùng nguyên là ok nhá. Sale 60 cao luôn. 37 kg bé trai nhá. Giờ được lựa từng mẫu nè, mà trẻ mình thấy không, cái mẫu nào lên nó cũng đẹp hết. Mẫu nào lên cũng đẹp hết. Cái này là chị Nguyễn Hiền. Đó chị Nguyễn Hiền. Cái này bé trai 18 kg thôi chị em mình được 2 cái. Này. Trai 18 được 2 cái. Này. Giờ like sao mà cứ like chưa gọi. Cái này 18 cái bé trai này chị bút cho em có 2 cái thôi. 18 bé trai nhá. 18 bé trai em đây luôn chị em mình nói 40 quay lộ. 18 là 55 nghìn. 55 nghìn nhá. 55 món này là 115 nghìn. Trai 18 cho đi. Được 2 bộ này. Đẹp lắm luôn. Đây này. Đây còn bộ nữa nè. 18 kg được 2 bộ. Đây chị em mình 55 nghìn bộ này. Phải đã lắm. Riêng cái bộ này bao chắc luôn cho chị em mình luôn. Nha, còn được một bộ gấu, trai gấu. Cái này Đào Mỹ luôn. Cái gì Đào Mỹ luôn. Rồi lên mã Mickey luôn dùng nguyên là ok nhé. Lên mã Mickey luôn dùng nguyên là ok. Size 27, 28 cái độ về. À, cân nghe. 27 28 đổ về nhé. Cái này em đi luôn cho dễ mình là 55k. 27 28 đổ về nhé. 55k. Lên mã này là mã Mickey hồng. À Mickey vàng. Mù màu. Like xíu là mù màu. Mickey vàng đi chị em mình 55k. Nha, chị nào lấy Mickey vàng lên Mickey vàng luôn dùng em ok. Đây chị em mình là 55k hàng con. Chị nào lấy Mickey lên Mickey. Bộ này size 18 bé trai này. Chứ chị Quỳnh, chồng Quỳnh Thi lấy bộ này không? Size 18 bộ này cũng cưng này. Ôi cái này quần dài áo dài tay rồi. Cái này quần dài áo dài tay rồi, size 18.
chị nào thích thì lấy. Mèo vàng phải không? Mèo vàng đó, mèo vàng đó. Lê Yến. Chị Nguyệt cắm luôn cái tiệm đi giùm em cái gì này. Cái này lên mã 18 chai. 18 chai nhá. Cái này thì là vẫn sale là thêm không? 55k bên này. 55k con này luôn. Dài tạ 18 kg. Lê Yến luôn. Cùng cái camera của tôi. À. Camera ở trên đảo kìa. Anh nó còn lẻ tẻ thôi chị ơi. Nó còn lẻ tẻ thôi, nó không có nhiều đâu. Size 25. Này anh trai anh gái ta, anh trai đúng không? Gái. À cái quần hồng. Size 25. Lên mã voi luôn dù nguyên nhá. 25 đi chị, mà 55k. 25kg đi 55k nhé. Chị nào lấy mã voi lên luôn dùng nguyên 25kg đổ về đi 55k luôn nha. Chị nào lấy 25 lên 25. Ít khi chị em mình để ít, ít khi nào cái này em like chị em mình từng mã lắm. Nhưng mà giờ nó lẻ tẻ ra rồi, không đủ để đi combo. Nè thôi like lẻ từng mã chị em mình, mà toàn chị em mình mua được giá sale không á. Nha, lên mã voi size 25kg. Voi 25 ghi rõ mã là cho nó dễ chốt chị. 25kg từ 22 đến 25. 22 đến 25 nhá. Rồi nhá. Rồi cưng chưa. Lên mã hình 25. Hình 25kg. Có quần đùi bé trai 25 để chị nghe. Có mấy cái đó chị kìa. Cho nó còn mấy cái 29.000 ấy. Sao 29.000 ấy. Có mấy cái bỏ lên sale luôn. Rồi nhá, lên luôn cho mã hồng này 22-25kg. Xinh lắm. Mà vải này. Nói chị lấy nữa không thì về thêm chừa. 25 cái thì còn chừa cho chị. Rồi lên mã hình hình hồng luôn dùng đi nhá. Sale luôn dẻ mình cái này. 25 kg hồi nãy đi chị em 55.000 rồi. Khỏe quá chị em mình ơi. Rồi lên mã Mickey. Mickey này cũng 25 kg luôn. Xinh. Mà đi 55.000 làm sao mà mua được các chị em mình ơi. Em không đi nhập ra được giá này luôn. Nha. Lên luôn cho chị em mình con này với giá là 55.000 lên mã Mickey size 25. Mickey size 25 này, cọc này em đang đi chị em mình là 25 kg hết ấy. Mickey 25 không định lên đồ bé đâu, nhưng cái này nó còn lẻ tẻ size quá. Này em về cực kỳ nhiều, đồng nghìn mỗi đợt về là đồng nghìn bộ ấy. Người ta giờ thời điểm này là không có cái bộ xuất hàng để mà bán vì hàng này cháy hàng. Em về từ đầu mùa. Đấy, giờ là lẻ tẻ size ra rồi, em sale nó luôn chị em mình luôn. Cái này size 25 kg. Nha, lên mã Mickey 25 là ok nhé. Sale luôn cho chị em mình 25 kg, Mickey gì? Trăm lê. 16 kg còn size nhỏ không chị? 55k. Còn size nhỏ không chị? Còn một mã voi size 25, 22 đến 25 là ok nhé. Voi từ 22 đến 25. Trời ơi, nè. Sale luôn cho chị em mình là 55.000, rẻ quá. Em nói thiệt, cái mua đi chị em mình ơi. Mùa này mua cho nó, mang cho nó sướng cái thằng. Mang bỏ hết hàng cũ đi. Voi nè, cái chị Ngọc Hằng. Voi chị Ngọc Hằng. Cái này đang tát chân ra thì dụng. Cái này size 35kg, 35-37. Ui trời, cái này mắc liền tay luôn. Em nói thật sự luôn. 35-37 bé gái này, size to này. Vải này. Đây chị em mình bộ này 60 chứ. Đây mã 35kg, 37kg. Đi mã 60 luôn dùng nguyên nha chị em mình ơi. Chốt mã 60 luôn dùng nguyên bộ này, bộ xuất hàng ấy. Nhá, chốt lên luôn những này. 60k, size này là size 37. Còn bên mã 37kg là ok nha chị em mình ơi. 37kg. Thì nào lấy 37 lên 37 luôn dùng nguyên. Rồi tiếp luôn dùng này. 60k thì hình thị phương chị. Hình thị phương. Rồi cái này size gì đây? Size này 22 đổ về. 25kg. Nhầm, 25kg. Size 25kg đó. Lên mã này nè. Cái hình này đẹp nè. Màu này đẹp nè. Này chị vừa 25kg. Nãy giờ thấy toàn 25. 25kg. Rồi chị nào lấy lên luôn dùng nguyên hết trong đó luôn rồi đó. Size 18kg bé gái thì chị em mình. Cọc này 18kg bé gái, chị em mình cứ lên 18kg gái đi. 37 em hết rồi nhá. Hết 37 rồi. Còn 25. 37 bé gái hả? Mã khác rồi. Để cho em lên từ từ cho em xíu. Cái này lên mã 18kg đi chị em mình nè. 17-18kg. Đứa nào cao cao 18kg còn không chốt tầm. Cái này nhím em vô tư. Nhím em vô tư. 18kg vô tư. Lên mã 18kg đi chị em mình nhá. Từ từ lên sai. Làm gì có chị ơi, cái này em lẻ sai ra rồi. Nên là em sale thôi chứ con còn không có đủ sai. Hàng đủ sai thì em đâu có riêng giá này. Bộ vàng 60 đúng không? 60 sai to 60. Bộ này là sai
Hồi nãy em đi con nào nãy giờ 45 nghìn. 46. À 46 nghìn. Ôi trời. Rẻ quá. Nha, toàn bộ cái này size 18 kg mà đi 46 nghìn một bộ. Không có ai đi nhập ra được giá này luôn đúng không? Không có chị nào nhập ra được giá này, 46 nghìn một bộ luôn. Nha, 18 kg bé gái luôn, dùng em là ok. 18 chị Thu Tra. Chị Ngân Nguyễn đẹp lắm luôn. Cho chị Ngân Nguyễn. Rồi còn được từng này bộ 18 kg đi chị em mình gọng kho 46 nghìn luôn. Nha, chị nào lấy mã này lên luôn dùng mã 18 kg luôn, dùng em là ok. Cho 6 tuổi à. 6 tuổi mà có 16 kg à. Ờ. Cái này phải nhích size. Số 70 nhưng mà nhích size là cao cao mối mắt cao ngắn. Không còn chị ơi. Còn lẻ tẻ chứ không còn. Cho chị Ngô Thị Bắp. Nó không còn đâu chị Ti Ti. Có xe bự không chị? Trong xe này đang xem có xe bự không? Có. 85. À, có số 85. Còn được hết từng nế bộ nữa đó hả? 85 cũng còn nhiều đó. Gần đến 28-30 đó, số 85 nhiều đó. Rồi ok nhá chị nào. Xanh luôn chị Thu Trang. Xanh chị Thu Trang, em sale hết cho nó sạch kho thôi em qua mã. Giờ để chân váy chưa à, từ từ cho chị Ngô Thị bắt thêm bộ nữa chị. Ngô Thị bắt thêm bộ nữa. Đúng rồi, xe 70 đây chị nè. Em đang đi xe 70. Chừa chân váy chị Hồng Phụng. Ok, để em chừa chân váy. Em chưa bắt nha. Rồi chị nào lấy lên luôn dùng nguyên nhé. Còn xe nhỏ, xe nhỏ là xe mấy chị ơi? Khác mẫu à, chị Ngô Thị bắt có gì nữa trời. Rồi ok nhé, còn được hai bộ thôi. Nha, em đi luôn chị em mình 46 nghìn. Không có đi sỉ được giá này, em nói thật sự luôn. Cho chị Phương Trần bộ. Trai size này có không chị? Trai size 70 có không? 70-75 có không? Rồi còn một bộ gái size 70 nè. Gái size 70 nè. Rồi ok, còn được hai bộ size 18. Hai bộ size 18 chị nào lấy lên luôn dùng 46 nghìn thôi. Nha. Cho chị Phương Trần bộ này nè. Phương Trần bộ này 15kg bé trai có không? 15kg bé trai có số 60 đó. 60 không vừa. 60 không vừa. Rồi có cái size bự đó cho em lên luôn. Size dưới 30 nè. Đây đây. Cái này size 30 bé gái có. Từ từ. Bé trai 95 hết rồi chợ. Bé gái được còn được từng này bộ này. Để chị em 60 cao luôn. Sạch kho luôn á. Dọn luôn á. Còn được từng này bộ nữa là hết rồi đấy. Size 30kg bé gái chị em mình ơi. Nha. Phát luôn 2 bộ 3 bộ để dành cho nó mang. Giờ làm gì có bộ này nữa. Nha, chị nào lấy mã 30 lên 30 luôn dùng em từ 28 đến 30 là mang ok. Thậm chí luôn nói thật sự 32kg nó còn bon trang được mã này. 32kg bon trang được nhưng mà em chút lấy 30 cho nó thông thả thôi. Lấy mã 30 luôn dùng em là ok như chị em mình được từng này bộ này. Nha, được 4 bộ size 30. Chị nào lấy mã 30 lên 30 luôn dùng em là ok nhé. Bé trai size này không có chị ơi. Bé trai size này có không? Size 90. Rồi lấy mã gái 30 là ok nhé chị em mình đó. Đi luôn cho chị em mình là 60 nghìn. 60 nghìn. Đấy. 30 cho Lê Hương. Đấy, 85 là 30kg đây người. À 85 không được. 85 là đến 27kg thôi. Đến 27kg thôi. Cái này còn lẻ tẻ lắm. Cái 30 thì Thu Trang. Thu Trang Lê Vi Hiền Trần Vi. À quên rồi, Hiền Trần Vi. Thu Trang có chưa? Hello chị Sương Thu. Lê Hương. Lê Hương tới rồi. Lê Hương. Rồi ok nhé. Trai 15 hả? Trai 15 còn. Còn được ít nên là em bỏ lên sale hết đấy. Cho nó gọn kho thôi. Nha. Rồi còn một bộ này size 30 nữa là hết rồi. Size to là không còn đó. Size to là không còn. Đây nè. Cái này 17kg quay đầu. Trai đâu đưa đây chị. Gái 30 cho sang sang. Cái 28 đây nè. 28 đây nè. Sang sang có thì chị số điện thoại chưa? Sang sang nó cũ hay mới? Coi ở sang sang cũ hay sang sang mới? Sang sang. À sang sang đó, sang sang con bạn em, bạn em. Sang sang đó bạn em đó. Sang sang. Bạn em. Bộ trai size 60 còn không chị? 35. Tôi 10 rồi. Đây cái này cho chị nào ơi. Cho chị Nam Trương Nguyên nè. Cái này là Nam Trương Nguyên size 8 này. Nam Trương Nguyên size 8 này. Còn để là bữa giờ không? Người ta bóc ra xe cái bắt đầu dành lại 55 kg. Wow. À, thôi đừng lên nữa.
Sáu mươi nãy em đi có mấy tiền? Em đi cũng thôi để cho em, để cho cháu. Để cho cháu. Để cho em hai bộ nữa đi. Phải không? Dấu à. Thiệt hồi tiếc lo ra mới thấy. Không, em lên đồ nói chung là tự nhiên thấy cái này nó lẻ lẻ. Cái là lên luôn. Size này 27 28 kg cho bé trai. 27 28 kg cho bé trai. Nha, 27 28 kg cho bé trai, đi trẻ mình 55 cao luôn. Nha, chị nào lấy cái này lên, các màu nhé, đường cọc này nữa nè. Lên mã trai 28 kg là ok được trẻ mình đó. 28 kg đổ về á là chốt ok con này. Được chưa? Chị nào lấy cái này lên mã trai 28 là ok. Sale luôn cho trẻ mình cái này 55 cao luôn. Trai 28 nhé. Trai 28 đổ về. Cái này Bella Văn Bella. Văn Bella, trời rẻ quá chị em ơi. Quần sút cho nam à, còn trời. Cho chị Văn Bella đi chị. Văn Bella, rồi chị nào chưa có lên luôn dùng em cho chị Ngọc Hàng bộ. Ngọc Hàng bộ 12 kg chắc có đó sang ơi. 12 kg có rồi, nãy 12 kg. Số 60 nãy có đúng không? Ở đây nè. 12 cho sang ta nè chị. 60. 55 tầm khoảng cái này cho sang sang. Sang sang giùm em chị. Cho 5 bộ chị TT nè. 5 bộ TT nữa là sang sang G chị. 5 bộ TT là hết rồi nè. Hết luôn. Bé gái còn tầm khoảng 13 kg còn mấy màu đẹp không ạ? À? Bỏ cho chị TT. Còn bộ này bé trai size 30. Một bộ áo quần bé gái size 30 mà nó rẻ quá chị em mình bắt đi chị em mình nói. 60 tầm khoảng 13 kg đổ về. Còn một bộ này size cho bé nhà mình. Bộ này còn gì nữa không? Nhưng chắc không đúng không? Nó có màu khác thôi. Đâu còn 5 bộ gái size 30 chị. Đây cho chị tiền bộ đây nè. Nãy giờ không chịu bắt. Còn size to nữa không? Cái làm này. Cái này to. Cái làm to quá. Cho chị tây tây bộ đó. Rồi lên luôn chỗ này. Chứ nó bao nhiêu biểu chị? Chứ này chứ sao vậy? Họ bỏ 27-28 này có thời nữa. Đúng rồi, cái này nó đứng hãy gần 120 view biết. Mình thấy mình nghi ngờ. 46 nghìn chị, mình thấy mình nghi ngờ nãy giờ sau cứ 120 view bên này đứng. Đang đi làm ở trời. Bộ này 37 kg con bộ. Nha, 60k 37 kg. Chị nào lấy 37 lên 37 kg luôn dùng luôn ok. Thả sạch luôn. 37 kg đúng rồi, cái máy này nó đứng hồi nãy giờ thứ hai 121 view. Ừ. Sau ngày nay kiểu gì chị em mình thích đồ bé kiểu gì luôn chứ. Bị đứng. Cái này 12, 13 kg đổ về. Này toàn màu đẹp thôi nè. Sang sang lấy cho bé mấy bộ đi. Nguyên nó giờ 46.000. 46.000 mà không bằng cho nó mấy bộ thì tiếc lắm. Mà vải này mình mua nhiều rồi đúng không? Mà biết chắc rồi. Nè. Trời ơi, xinh chưa? Có mỗi tội là nó đang cọc này còn size nhỏ thôi. Size này tầm 13 kg đổ về là ok đó. Nhá, lấy cái mã này lên luôn chung. Mã này là mã 60 đi. Cái vải gì Ngọc Hằng có rồi nhé. Còn được lần này bộ bé size 13 đổ về. Gái 13, 2 bộ Kim Anh Đặng. Kim Anh Đặng, lấy thông tin cho em nhé. Kim Anh Đặng này, cho chị Lê Hương này. Kim Anh Đặng này, thôi cứ để. Đừng có vứt đại, để đó em. Để em chốt cho Huyền Trang. Huyền Trang 16 từ từ 46 thôi. 46 thôi, size nó 46 thôi. Chị Nguyễn Hiền 2 bộ này. Nguyễn Hiền 2 bộ này. Rồi còn 3 bộ nữa là hết. 26 đang không? Đừng có vất đại, để đó em lên từng size, đừng có vất đánh lộn xộn size đó. Đại là quốc đó. Cái này là từ bé nhà mình tầm 18kg bé trai. Cái này 18kg bé trai nhá. Rồi bộ này, lên mã cam trai, ok. 18kg bé trai đi chạy mình 45 cao luôn. Rẻ quá, em nói thiệt luôn á, em đi cho nó đất mã luôn. Cái này nó không còn... bữa nay nó không có hàng về, nó không có đều sai. Đây là em tổng xảo luôn cái vẻ mình luôn. Bộ này đẹp nè. Đâu có tiền bộ thôi, đâu có hết rồi. Sai nó hết rồi đúng không? Còn cặp nó sai chi đó. Lên luôn đi. 85 mà đang cắt. Để cho bà Ti Ti luôn mẹ. Mấy bộ nãy 2 nè. 5 bộ cho Ti Ti nè. Từ từ nó không có chị Nana ơi, 5 bộ gì Ti Ti luôn nè. Cái này sai 28 cái độ về đây nè. Bộ bé gái 28 kg đổ về nè. Lên mã gái 28 kg đổ về là ok nha chị em mình. Gái 28 kg đổ về nè. Xin hè. 28 kg đổ về đi 55 cao luôn. Dưới 28 là đi 55 cao hết. Thiệt bắn rẻ kiếm tiền đi du lịch thiệt đó chứ. Hết tiền đi du lịch chị xin thua.
không có tiền, tiền ở hết trong hàng này rồi không có tiền. 15 kg không có, giờ nó còn lẻ tẻ thôi. Còn ok chưa, chị nào lấy cái này size 28 kg nữa là ok lên nè. 15 kg bé trai đó, trai đó. 13 có không chị cho chị? Có bộ 15 kg bé trai nha. Size này có chị nào chốt nữa không nè, em qua luôn nè. Size 8 nè. 28 cho chị Lê Hương nè. Lê Hương nè, ok chị ở Lê Hương nè. Cho chị Mèo Nga nè. Lê Hương nè, Mèo Nga nè. Cho chị Nguyễn Minh nè. Mô, size nó chị 55 nghìn. Em thấy gì Trần Quỳnh Thi như người dẫn comment em phải bút nè. Em phải bút còn máy dưới nó bà Duyên bà không bút được. Cho chị Nguyễn Hữu Ngọc Anh nè. Dạ không. Nguyễn Minh. Nguyễn Minh. Áo xanh sau là khoác nắng. Dạ khoác nắng xíu em xem nó còn mấy con. Gái 28-29 thì anh Vũ Nguyễn bộ này. Size M không, dạ. Cái này không có size. À, cái này có size em ta. Size size nè. Size to. Size to thôi. Rồi, có chị nào lấy size này nữa không qua luôn nè. Còn size 28-29 nè, quay đầu ấy. Rồi nè, size 13 quay đầu nè. Trời ơi. Hết luôn rồi, tổng trong đó tính hết ra rồi đó chị. Ủa size 18 đang còn cái. Đẹp chưa? Size 18 đang còn bộ nè. Chị nhắn lại quay luôn giùm em đi. Từ từ. Ba bộ bé gái ba mão lên size luôn giùm Nguyên. Lên size luôn giùm Nguyên. Size 18 cho chị Quỳnh Trần Quỳnh Thi. Nó bị ẩn comment em phải vuốt nè chị em mình. Phải vuốt. Rồi nhá, lên mã cam này size 22 đến 25 kg. Chú 22 đi cho nó không thả cái bộ này đi. 22 cái đổ về. Gái 29 nè, còn hồi nãy bộ nó. Ba bộ ba màu, ba kiểu này có được ba kiểu không? Thì vậy anh Vũ Nguyễn được ba bộ ba kiểu không? Ba kiểu khác nhau. Khác kiểu được rồi. Khác cái hình là được rồi. Cái quần này là toàn bộ nó khác hết. Cho anh Vũ Nguyễn. 35 có ít cái chị Hà Tài ơi, cái này em còn bộ size 22 đổ về. 55. 90, từ đúng rồi mình bán bị nhầm rồi. Ok, lỡ rồi. Nãy giờ bán khó dễ sợ luôn. Lãn dễ sợ, số 85 mà đi bán 55 nghìn. Thôi lỡ rồi. Còn bộ này size 22 kg này. Bộ bé gái size to size 37 kg này. Đúng bán này đúng là đi du lịch sớm luôn. Đi du lịch sớm luôn, cái này bé gái size 37 này. Đi số 85 mà đi 55 nghìn chị em mình nghĩ đâu ra không? Có bảy gì ti ti. Bảy gì ti ti. Còn chị đi. Cho em rồi đúng không? Còn nó ra. Sao gì? 15. Ủa? À không, cái nó xây 55 mình tầm khoảng 10-11 kg thôi. 11 kg thôi. 18 cái bộ này dài mất tiêu rồi nè. Đi 45 nghìn luôn. Trời ơi. Hay chưa bạn nhím tới lúc bạn mang lại thì chẳng. 45 nghìn dài tay. Nha, chị nào lấy dài lên dài 45 là ok nhé, con bộ thôi. Dài 45 nha, một bộ dài 45. Hết rồi đấy, dài 45, chị nào lấy dài 45. Lên bộ dài 45k là ok nha chị em rồi. Dài 45. Thấy chị Nga Phạm rồi, dài chị Nga Nguyễn. Dài chị Nga Nguyễn. Gái đang còn 28-29 cái còn bộ nữa là hết. 28-29 còn hay là lên nót luôn, like hàng bé đi, tổng bỏ hàng bé đi. Thằng bé mấy cái bộ có tông tàu bỏ ra em sale luôn đi cho nó bay luôn cái góc này. Rồi nhá, cái này size 28-29 kg đổ về. Nha. Lỡ hồi nãy rồi đi 55 nghìn cái bộ này luôn. Lỡ rồi đi 55 nghìn còn cái cặp nó size gì chị? 25 đó. Cái 55 à? Lấy xe 15 kg hết rồi chị Nga Phạm ơi. Hết sạch xanh xanh rồi đó chị ơi. Rồi, chiếc bé này em bán tặng luôn. Bé còn kit moon em còn size nhỏ. Hiện tại còn size nhỏ và chưa có hàng mới về. Còn size nhỏ xíu em lên sau nhá. Còn size nhỏ 55, bỏ hồi nãy bỏ cho chị Thùy Dương. Cái này lên mã tặng bé luôn đi chị em. Còn size xíu xíu là 12kg đổ về. Size xíu xíu còn size này thôi đúng không? Size XL. Còn ngủ size tầm 10 đến 12kg thôi.
lên mã tặng chip bé luôn. Đây 5 con nhé, 45k luôn 5 con. 45k mà 5 con chị em mình nghe rõ luôn, dùng nguyên hàng là hàng 79k 5 con. Hàng 79k 5 con. Nhưng mà em còn mỗi size nhỏ thôi. 10 12 kg thôi. Này nhìn hàng luôn dùng nguyên này. 45.000 và hẳn 5 con. Trời. 5 con. Chiếc trai à, chiếc trai không có. Không, em hết 18 kg rồi. Hết 18 kg rồi, còn size nhỏ em bỏ lên bán tặng luôn chị em. 45k và hẳn là 5 con. 5 con này chị. 5 con này chị. Đó. Được chưa? Chị nào chưa có cái này lên luôn cho mã tặng chiếc bé là ok. Em lên luôn cho dễ mình nè. Đây 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 cái này. Cái này sẽ to hơn xíu nè. Cái này tầm 15 cái đổ về nè. Cho chị Nguyễn Hiền 5 con. Đây. Nhưng mà cái này tầm 15 cái đổ về thôi. Cái này đi mã 55k 5 con. Tam giác loại này là 55k 5 con. Đây mã 55 được 2 set. Tam giác còn không? Đúng không? Tam giác là 85 hay 79 ta? Đi chạy mà 55 cao luôn. 55 chị ti ti nè. Phải không? Thằng này chị em mình đi ra mua lẻ người ta bán 25.000 một con. Thì ti ti được 2 set nhé. Được 2 set. Bên này anh nổi mỗi comment của chị ti ti. 25 kg không có. Cái gì đẹp trai đi đô luôn. Đây, cái này khác. Có quần áo bộ không? Có chứ. Có chứ. Cái nó cái gì? Cái máy. Cái này tầm 10 cũng 12 13 thôi. Wow. Giữ lại mang. Ê tam giác kìa, tam giác nó bỏ lên cho em. Mấy con đây? Lớn luôn. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con. Đây 49.000 5 con. Nha, chip này hết sạch xanh xanh rồi nè. Chip kháng khuẩn nhé, 49.000 5 con được 2 set. Tách đôi ra cho chị em mình luôn. Nha, lên mã 49k 5 con. Thay chị em 65 cái vẫn ok nhé. Lên mã chip là ok, được bộ em mang có. Bộ em đang mang có, từ từ chờ em xíu. Nha, rồi lên luôn chung mã này là mã chip, chip nàng kháng khuẩn. 49.000 5 con được 2 set nha chị em mình nhé. Xếp lại cho nó. Đáng mùa hè không có chip. Nha, lên mã chip nữ luôn, dùng ở chip người lớn ấy. Lên mã 49k. 49k, chị nào lấy 49k chốt 49k luôn là ok. Đây toàn size bé bé không à. Thật là lôi hàng bé trong nó ra giùm em đi chị. Để đem bóc ra. Bộ này bộ xây đại cho bé này. Bộ này hàng cho Ngô Thị Bắc. Hàng này chị em mình đi hàng số là 180.000. Hàng này là hàng 180 như chị em mình nhé. Em đi luôn chị em mình 120 luôn. Xây 35. Hàng 180 nha. Sách chiếc người lớn hết rồi đúng không? Hết rồi chị ơi. Hết chip lớn rồi chị nha. Em hết chip lớn rồi. Có được sót được 2 set thôi. Rồi nha, em đi luôn cho chị mình cái này luôn. Cái này chốt lên luôn dùng nguyên là 120. Cái này xịn, chị em mình đi mua là 180.000 đó. Hàng này hàng 180, hàng số ấy. Đi chị mình 120 và size 35. Cái này không có 40 chị ạ, hết rồi. Cái xe 40 rồi, hết sạch rồi, còn được 2 bộ này nữa thôi. Hàng này không phải hàng, có hàng thường xuyên. À đây. Đây 40 đây nè. 40 đây nè. Cái này em mang gần vừa luôn. Chị Nguyễn Ngọc lấy một chút. 40 cho Nguyễn Ngọc. Đây nè. Em mang còn rộng luôn ấy. Đấy, lấy thì chốt với chị nhá. Rồi nha, còn mấy bộ tre xe xíu xíu này bán tặng luôn à. 19 cao luôn, cho nó bay luôn. 19k. Chị Nguyễn Ngọc lấy không? Chị Nguyễn Ngọc lấy thì lên cho em nhá. Rồi nha, tiếp lên luôn dùng nguyên cái này. Size cho bé nhà mình tầm khoảng 13 kg đổ về. Bé chị Nguyễn Ngọc. Nguyễn Ngọc. Ôi cái bộ này em đem trẻ mình 19k luôn rồi. Chiếc bé 12 kg 45k cho chị Hoa Dung Nguyễn Thị.
12 kg. Hồi nãy để cho chị ấy chị lấy. Bộ này cho bé nhà mình tầm 12 13 kg đổ về, 19k cho chị Kim Anh Đặng. Cho chị Kim Anh Đặng giùm em. Kim Anh Đặng chị. Mã cái bút luôn 19k luôn. Trời rẻ quá. Mã còn lại tại. Cho chị Kim Anh Đặng. Bộ này là bộ cotton tre nhá, size 19k cho nó sạch kho luôn. 19k. Cái này size 10 kg. Lên mã 10 kg, cái này kèm số kg, cái này trai gái gì mà cũng được những cái bộ này hết. Những cái bộ này thì bé trai bé gái gì mà cũng được hết, bộ cotton tre. Nha, size 10 này. Cho chị người tình trăm năm. Còn được từng này bộ thôi. Trai gái gì cũng mang được những cái bộ này hết. Nhưng mà nó có lẻ tẻ size thôi, đem lên chị em từng size chị em chốt nhé. 10 kg luôn cho chị Ngân Nguyễn này. Để coi 10 kg còn với chị Ngân Nguyễn bộ. 10 kg cho chị Ngân Nguyễn bộ này. 10 kg cho chị Kim Anh Đặng. Kim Anh Đặng này tới rồi. Cái này cái size nó lắp ở trong này em mất thời gian đi. Kim Anh Đặng được ai đúng rồi. Cho chị Ngân Nguyễn này. Ngân Nguyễn rồi. Ngân Nguyễn rồi hả? Từ chờ em xíu nè. Cho chị Sương Thu. Sương Thu. Cho chị Bé Heo. Bé Heo này. Ôi trời rẻ quá. Nói mấy cái bao hàng thích mua nó ra cho em. Size 8. Size 8 còn bộ. Cái này không có size to. Size 8 cái này có bộ, cái này ghi 8 kg giùm em đi chị. Cái này size 13 12 kg đổ về. 12 kg đổ về. Thiện Trang đang có đơn không ta? Thiện Trang đang có đơn không? Cho chị Kim Tăng Lê Thị 10 kg luôn chị. Bên này nè, bộ đang mang bên này. Kim Tăng Lê Thị còn có từng này nữa bộ nó lấy. 8 chị đẹp trai Rio, mã này 8 kg chị đẹp trai Rio. Rồi size 10 bơ. Size 10 bơ, đây còn được từng này bộ size 19 cao không? Hết 13 kg rồi. Bộ này xinh chưa? Bộ này thun thái 95.000. Cho chị Ngân Nguyễn này. Ngân Nguyễn này. Hết tới chị em mình, hết nhá. Hết luôn. Size này size 12. Đây mã 12 kg luôn dùng. Cái này thì không phân biệt bé trai bé gái gì, mang những cái họa tiết này cũng được hết. Đây 19k thì không thể có được giá nào đâu. Cho chị Giang Phan Phước Lý này. Giang Phan Phước Lý này. Rồi còn bộ nó hết này. Sạch luôn. Size 10. Còn một bộ size 10 này không có 14 kg chị, hết 14 kg rồi. Size 10. Không có 12 kg. Còn size 10 hai bộ. Cái này cực kỳ mát luôn. Bộ này bộ cotton tre. Size 10 còn bộ, chị nào lấy 10 lên 10 luôn dùng nguyên. Sale trẻ mình là 19k, rẻ quá. Bộ này là hàng bao nhiêu tiền ta? Bộ này mình hàng bán 79k hồi ngày. Bộ dài ngố này. 79.000 đúng không? Sale luôn. Em sale hết luôn trẻ mình bộ này luôn. 65.000 luôn cái này luôn. Cái này chị em mình nhanh tay này. 65.000 luôn. Ô, bộ này bình nhiên mà có một bộ dễ thương lắm. Bộ mango đó. Rồi nha, bộ này size do bé 30kg. Cái này em sale trẻ 65.000. Hàng này đang đi trẻ mình 79.000. Hàng này hàng có tông tàu bộ ngố này. Cơn chưa? Mua cho nó đôi sục nữa là mang cái này quá xinh luôn. 65.000. Size 32. Nhớ luôn dùng những cái này thì là bé mình sẽ mang là dạng quần ôm, áo rộng phủ mông nhá. Dạng xét ngố đó chị em này. Size 30kg. Đổ về là chị em cho ok. Nha, lên luôn dùng mã này, mã dài. Dài 30. Dài 30. 40 chị Nguyễn Ngọc hồi nãy có rồi, cái này cho chị Hà Kiều. Cho chị Hà Kiều bộ này này. 30 này. Rồi. Em đi 65.000. Không có 35kg chị ơi, hết rồi. Cái này 28kg. Còn này 28, 26, 25. Nha. 18. 16. Cái này hết 35 rồi, hết size rồi. Rồi từ 16 đến 20 8 kg có size. 65.000 gọn luôn. Cái bộ này mà chị em mình không phát tiếc. Em nói là 28 chị Hà Kiều luôn. 79.000 rồi là đã rất là rẻ rồi. Này, cho chị Hà Tài giùm em chị. Cho chị Thu Trang, Hà Tài, Hà Tài. Cho chị Thu Trang, 18 chị Thu Trang này. Thu Trang. Em không tính lên đồ bé. Cho chị Trăm Lâm này. 16 cho chị Trăm Lâm này. Trăm Lâm này. Rồi em còn 25 và 26 kg, 25 26 kg thôi. Hết xe bự nhá, còn được 2 bộ thôi. 25 với 26 kg thôi. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng em. 18 hết rồi chị ơi, còn 25 26 thôi, chị nào chưa có lên luôn dùm em. Hai sáu chị Hoa Dung Nguyễn Thị còn 25. Hoa Dung Nguyễn Thị còn 25 nhé. Ở trong
thì có bộ gấu rồi chị bỏ luôn xem cũng được. Còn 25 thôi chị em mà nói. Còn 25 thôi nhá. Còn 25 thôi, chị nào lấy 25 lên 25 nhá. Đẹp lắm, nó riêng. Vậy mình cứ nghĩ đơn giản là một con áo có tông tàu này sẽ không có cái giá này rồi. Có tông tàu mà nè, phải không? Riêng cái áo này đang hot mà. Mà nguyên bộ này em đi giảm 65.000. Thì hắn sướng quá, 25 cho chị 100 ly nữa là hết rồi chị. 100 ly, hết nhá, hết 25. Hết 25 nhá, nhớ luôn dùng nguyên cái này sẽ là mang dạng quần ôm nhá. Vì cho nó mang quần ôm thì nó giãn thoải mái nè. 25 em hết luôn. Cho chị 100 ly nữa là hết. Những cái bộ mà có tông tàu này trong này còn thì bỏ ra cho em nhá. Dài với lại gấu đồ đát đồ đó. Size này 12 đổ về 45.000, cũng sao 45.000 đi. Cứ bóc đại. Bộ này size dành cho bé nhà mình hả? Tầm 10 11 cái đổ về là ok nhá. Lên mã 45 đi. Chị nào lấy mã 45 chút mã 45 luôn dùng không? Ok, không thể nào đi nhập ra được giá hàng 4 nha. Đây em đang lên nếu còn đang xem. Bộ này cưng lắm chị em. Cái này cưng lắm. Cái này bạn nhiếm con bộ này. Xinh cực kỳ, ai cũng khen cái này bộ mango nhá. Hàng này hàng 85.000. 85.000. Đây luôn trẻ mình cũng 65.000 nó luôn. Size 17. Bộ mango nhá, 65.000 luôn. Size 17 nhá trẻ mình nữa. Lên mã tim 17, bộ lụa mango. Sale luôn gọn kho là 65.000 luôn nhá. Hàng 85.000 đang còn rất rất mẫu để còn tiền này đại nốt luôn. Cứ lẻ tẻ lẻ tẻ. Bộ dài thì để lại chị, bộ dài để lại. Bộ đuôi ra. Cái chị Thu Trang. Thu Trang 65.000 luôn. Size 16 luôn. Nó dài luôn. Tim 16 kg em đi luôn cho dễ mình là 65.000 luôn, rẻ lắm luôn á chị em mình. Không thể hình dung ra được cái giá này luôn. Size 20 này. 14 kg hả chị, để em coi chị nè. 14 kg, 14 kg hơi rộng đó. Có 14 kg. Nó không có 14 kg. 20. 18 này, 18 chị Ngô Thị Bắc này. Rồi size 20. Lên mã 20 luôn chị Nguyên. 18 chị Tâm Lê này. Có 18 hả? 18 với 20 là nhiều, cái này toàn 18 với 20 không à. 18 chị Tâm Lê này. Rồi còn 20 chị nào đó 20 không? 18 đài ra nè. Chị Tâm Lê có rồi nhưng mà đi 65 thì bị ảnh comment. Hồi nãy giờ em phải đứng em vút nè. Phải vút, không vút là nó không nhảy. Rồi nhá, chị nào chưa có 20 chị TT nè. 20 TT nè. 20 TT nè. Rồi ok. 18-20 đó chị, 18-20. 18-20. Cái nào nãy chị nào mà 16 kg. 16 kg này, phát luôn dùng nguyên này. Trời ơi, cưng lắm. Đây này, bộ này 20 này. Ngang Nguyễn này. Rồi nhá, chị nào chưa có thì lên cái này toàn tầm khoảng 16 đến 20 kg có sao. Còn được từng này bộ 16 đến 20 nhá. Được chưa, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Từ 16 đến 20 kg lên luôn dùng nguyên. Rồi còn mấy cái áo này bỏ lên bán tặng luôn. Xuất hàng bé gái còn 10 kg còn. Phát mấy bộ đi chị ơi, không mấy khiến có giá này. Ôi trời ơi, này lại tải linh tinh đi hả? Sao hết 10 à? Đây răng trần lái. Tầm từ từ em coi, em nghĩ số nào to nhất và số nào nhỏ nhất. Cái này chị nào lên có nhá. Lên trước có nhá. Số mấy? Số 7 là tầm 17-18 kg độ vậy. Bún trừ đây số 8 rồi. Cái này nó số 8, cái số 8 tới 9 á. 17-18 kg độ vậy. Ui. Nè. 17-18 độ về, cái này đẹp lắm. Em đi luôn cho em mình là 40k hai con luôn đi, đi combo đi. Còn hai con bốc hai màu mà toàn vải đẹp không á. Nói chung là cái này em còn rất đang sắc nách mà đi trẻ 40.000 hai con luôn. Sẵn hồn chưa? Cái này sẵn hồn chưa? 40.000 hẳn hai con luôn. Từ 18 cái độ về là chỗ ok nha trẻ mình ơi. Nha, rồi lên luôn này đi. Cái này em inbuild ra, chị nào lên trước thì em bốc sai nhé. Lên luôn dùng cái này kèm số ký là ok. 13 ký Phương Trần. Không, cái này để em in đi chị, đừng đọc. Tại vì cái này á là có sai thì chốt, mất công là đọc tên cái khách bảo là sao mà đọc tên mà không có hàng nha. Em nói trước nhá, cái này bé trai chị ạ, bé gái ưa mang thì chốt không khó chị ạ. Kèm luôn dùng cái số ký là ok. Phượng Trần này cho chị.
em đang đi sách nát mà. Ok nhá, chị em mình cứ lên đi rồi có em bóc và hết thôi. Đây nói chung là từng này hạn để chị em mình cứ bán câu like, rẻ quá chị em mình cứ bán câu like. Từng này giờ em làm biếng em like từng cái em mệt quá. Nè, được từng này cái bỏ riêng ra hàng lẻ tẻ mà hàng đẹp không á, chứ không phải là hàng hàng sổm sổm đâu. Toàn là hàng đẹp, phải đẹp lắm, phải cực mềm luôn nha, không có 20 chị ơi. 20, con này số 8 này 20 bông trăng vô tư luôn, như nhím mang rộng. Như nhím là con này mang rộng này. Em chốt lấy 18 nhưng mà con này nhím 20kg là mang rộng con này luôn. Được chưa, em qua nhé. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên cái này, kèm số ký luôn, ok nhé. Hai set chị Phượng Trăng rồi nè. Không có cái nào màu nào tối, chị thấy cái màu nào tối không? Nè, nói chung là còn lẻ tẻ lại là em sale thôi. Ok nhé, chị nào chưa có thì lên luôn dùng nguyên. Trời ơi, sale 40.000 hai con. Là ngang chỉ có 20.000 con. Tổng xã luôn, là tổng xã chị em cứ lên. Em nói thật sự này nè, lên 12kg, có bao nhiêu màu, bóc cho chị bấy nhiêu màu. Nhận hàng con này về chị em mình giật mình. Em thiệt, chị em mình mua hai con là tiếc. Chị em mình lên trên một vòng đi, đừng ở dưới bao nhiêu ký, ta xuống cái hai cái, cái xong thêm hai cái nha. Lên một vòng đi, lấy số lượng bao nhiêu và bao nhiêu ký lên trong nguyên cùng một vòng đi, hoặc là bốn màu năm màu gì, có mấy màu chốt cho chị mấy màu đi. Chứ giờ mà chị em mình ở dưới lên số ký, ở trên là hai con xong rồi cho chị thêm hai con nữa, mệt lắm. Lên luôn dùng nguyên đi, số lượng kèm ký luôn dùng nguyên nhé, số lượng kèm ký nha. Ok, số lượng kèm ký, cái này không có 30kg đó chị ơi. Số lượng kèm ký, bé trai, người gái còn bon chen được. 23kg không có đó chị ơi. 23kg không có. Đây nè, từ từ. Nãy có cái quần bé màu xám nhà chị không? Đây, có. Có. Có đó chị ơi, em để riêng nha. Dạ chị ơi, 100 mấy, 115. Na. Ok. Rồi em qua nha chị em mình. Cái này bộ set này bữa nay mình xem mấy chị? Ôi cưng quá đi. Cái mấy đứa xinh xinh đấy. Cưng này. Đây nè. 7-8kg. Xinh chứ trời. Tầm 8kg mấy đứa xinh xinh. Thôi cưng chưa nè. Quân người tình trăm năm bỏ lại đó. Xinh chưa nè. 29k luôn. Nhưng có cái mũ với một cái váy. 29. Một cái mũ và một cái váy xinh lắm. Trời nè, ai có con gái mà bỏ qua cái mài tiếc lắm. Cho chị đẹp trai đi đâu, đẹp trai đi đâu. 29 luôn. Cái này có mấy cái tặng 39 nào luôn. Chị Ngọc Lan, em cứ yên đấy thôi, còn mà nhà em chốt từ trên xuống dưới, có sai thì em chốt thôi. Chốt từ trên xuống dưới 1, 2, 3 con, 39.000 con nào luôn. Hàng này hàng em đi 65.000. Sao cho bé nhà mình tầm 12kg đổ về. Tầm 12 đổ về thôi nhá. Cân này cưỡng ngửi. Lên khoác luôn dùng nguyên là ok. Sale luôn dễ mình con này á. Hồi nãy thực sự giờ là còn đi giá chục nhỏ nhỏ không này. Trời ơi, con nó vải đẹp. Sót lại thôi, hàng này em đi 49.000 một con phải. Con nó hàng 49 hay 45.000 con đấy chứ gì. 45.000 đúng không? Bây giờ đi 40.000 hai con. Không có cái to cho bà chị. Cho chị người tình trăm năm một cái. 39.000 luôn. Cái này không có xe bự đâu chị ơi, tầm 12-13kg đổ về thôi. Nha, cho chị Vũ Trang con xinh lắm. Vũ Trang con. Còn cái có size là em trừ luôn cho nhím em rồi, không bán tiếp. Ok chị, còn cái này. Còn cái nhé, chị nào lấy cái này lên mã khoác bé. 2 quên lộn, 39.000 khoác bé. Rẻ sẵn hồn luôn á chị em, sẵn cái hồn luôn á. Rồi nhá, tiếp có cái chị Kim Anh Đặng nữa là hết. Ủa, sao có con áo Thung Thái trong bé nè. 50k, size này là chị em mình 60 đổ về. Hết rồi chị ơi, hết khoác rồi. Hết khoác rồi, con nó hết rồi, sạch rồi. Còn mấy bộ bơ hả chị? Size ở mét mấy, mét 8 à? Cái này em còn sót mấy bộ này? Cái này còn sót vài bộ này. Có chị hồi nãy giờ khách xe nhỏ nhiều, không lấy cái mã 40.000 hai bộ nó bỏ lên xe luôn. Đem vô rồi đó. Có từng nớ bộ này chứ mấy, hai cặp nữa chứ mấy.
Bộ này em còn mấy bộ chị? 6 bộ. 6 bộ thôi. Cái này hàng em đang xây 95.000, hàng này hàng poly mềm nhé. Được 6 bộ 1m8. 6 bộ 1m8, cái này gồm hai cái gối đầu, một cái gối ôm và một cái bọc nẹp nha. Em lên luôn cho chị em mình là sale chị em nói 79.000, chị em mình nhận hàng bộ này về chị em giật mình. Nếu như mua rẻ lẽ chị em mua 130.000, 120.000. Nếu chắc đẹp này nha, lên mã này là mã ra mã 18 đi. Mã 79k đi, có 6 bộ thôi, sót lại 6 bộ đi luôn chị em mình nói. Hai cái gối đầu, một cái mùng 1m8 lận nhá. Một cái gối ôm và một cái ra nẹp, sale luôn chị em mình. 79.000 luôn, còn sót được mấy bộ nên là em đẩy luôn cho nó sạch kho, em không thể nào đi nhập được giá này luôn. Nha, lên mã 79k là ok nha chị em mình, còn 6 bộ thôi. Tống luôn cho nó gọn kho nhé. Chị nào lấy cái này lên nha. Bao mềm, cái này càng giặt nó sẽ càng mềm. Hết mấy 6 rồi chị em đang lên mấy 8 mà. Mấy 6 em nói thật sự em không cần sale luôn. Mấy 6 em vẫn đang đây là 89.000 này, 85.000 đấy. Cái này là những cái mã em sót lại thứ ít em qua mẫu á chị em mình. Nên là em sale cho nó gọn kho thôi chứ em không đi nhập được giá này. Chứ còn mà đá mà còn đài sai thì em không thể nào bán giá này được. Còn đài đủ kích thước thì em không bán giá này được. Còn 1m8 và còn một bộ màu này nữa nè. Nha, là sạch kho luôn. Chị nào lấy cái này lên mã 79k. Nha, 79k là bay luôn. Còn một cái thun thái này em đi chị em mình 50k. Thái 779. Rồi đây cái này. Phát mì này em đang đi chị em mình là 145.000. Cái này còn một cái đúng không? Một cái màu xanh. Đen gì Thùy Dung. Ra đen gì Thùy Dung. Cái này còn đúng cái. Cái này là u mì. Cái này thật sự dài hơn cả hai lớp. Cái này dài hơn cả hai lớp nhé. Mà phun to, phun số 2. 145.000, 155.000. Em sale gọn luôn vậy. Bên này còn con duy nhất nhé. Dài lắm. Sao nó luôn chị em 135.000 cho nó sạch kho. Được có một cái này thôi. 135 nhận hàng con này mà về không ưng nữa thì thôi luôn. Hai con mà từ từ chạy em tiếp. 100. Giờ hiện tại em nói nè, khoác lanh hai lớp em không có hàng về nữa. Cái này nó dài hơn cả hai lớp luôn chị em mình này. Cái này là chất của nó là u mì nha chị em mình nhé. U mì dài lắm luôn. Sale luôn chị em mình con này 135.000 luôn nha. Đúng một con này thôi. Chắc của nó là u mì nha chị em mình nhé. Đen em hết rồi, ra xanh thôi. Hết màu rồi chị ơi. Còn màu xanh bơ với lại cái nó nữa thôi là hết rồi. Là sạch xanh xanh. Bơ nhé, còn mã bơ thôi. Còn cái kia là em hết sạch rồi. Hôm này chị em để 60 vô tư nhé. Ở phía giữa nó có cái bo thun này nè. Đấy, em lên luôn chị em mình con này 135.000. Ra đen hết rồi Thu Thủy. Cái này cho chị Hà Hồng Nguyễn nè. Ra đen em hết rồi nhá. Còn màu bơ thôi. Con này cho chị Hà Hồng Nguyễn. Bộ màu bơ này hả? Còn màu bơ thôi, màu bơ đẹp mà màu bơ em chạy nhiều em đặt nhưng màu bơ nhiều lắm luôn ấy. Cho chị Hà Hồng Nguyễn nè, Hà Hồng Nguyễn. Hai cái chân em. 135 Hà Hồng. 135 luôn đi chị, còn mấy con tống luôn cho nó sạch kho. Rồi nha, lên luôn dùng nguyên cái này, mã Chanel nhá. Size này chị em lấy 60 vô tư phía sau của cái bảng lưng chung nó to bự lắm luôn. Nên là giãn thoải mái. Neo này có hai con. Khoác này là khoác u mì cho chị em mình nhé. U mì chị em mình nghĩ chắc nó dài rồi. Nha. Rồi lên lưng chung mã neo có hai con thôi, Chanel ấy. Neo hai con đi chị em mình 135.000 cực kỳ dài luôn. Nha, mùa này thì mang con này quá tướng, có hai con thôi. Lên mã này là mã neo là ok nhất chị em mình nhé. Neo cho chị Hà Hồng Nguyễn. Ra đen thì Dung có rồi nhé. 65 cái thì cái phần này là chị sẽ chịu khó là mặc đây nè. Nó giãn như thế này là chị biết rồi nè. Nó giãn vô tư nàng nè. Theo cho Ngô Thị Bách. Chị cao thì được, chị đẹp trai đi đô là được ấy. Cao là được. 135.000 gọn luôn. Ngô Thị Bách. Rồi cái màu vàng. Hết màu đó rồi, lấy màu khác đi. Hết rồi chị Tố Nga ơi. Với nai màu xanh là gì? Nay em hết rồi. Lên mã này mã hoa vàng luôn dùng nguyên nhé. Có mấy con? Ba con hoa vàng. Còn mấy con nữa là em sạch kho luôn rồi. Cái này nó dài. Cái này em có mấy con thôi. Mình chị em mình nhìn cái độ giãn của nó này. Đây, chị nào to nhỏ gì cũng được hết. Vừa mặc người ta chốt rồi. Người ta chốt hết rồi, cái này em có 3 con nè. Cái mã này là mã hoa vàng luôn, dùng nguyên là ok. Chắc của nó là mì dài, chị em mình đi sợ đi. Chị này đi sợ đi là những cái mã u mì này người ta bán một con, có u mì bao nhiêu?
rơi vào 180.000, 190.000 một con không? Không có sai chứ. Em 50kg gì thấy này, cái này nó, cái bao chung của nó to, nó dài từ bên này qua bên này luôn. Nên là chị nào nhỏ con thì nó ôm ship vô thôi chứ có gì đâu. Nha, nền. Thế lấy cái LV màu đen nhé. LV đen nhé. Bởi vì Phan Tố Nga đi. LV đen nhé. Rồi ok, chị nào lấy hoa vàng, lên hoa vàng 135 luôn cho nó sạch kho nha chị em mình. Phan Tố Nga. Phan Tố Nga, LV đi nha, chứ chưa chưa hết rồi. Hết rồi áo nắng giờ. Còn một cái màu nơi ở đây luôn nè. Nơi nào? Đúng không? Hoa vàng cho chị Mỹ Hạnh. Ok vậy Phan Tố Nga cho chị Mỹ Hạnh. Phan Tố Nga hoa vàng gì? Mỹ Hạnh là hoa vàng đây. Rồi mẫu cuối cùng. Mẫu cuối cùng hết. Sạch bán cái góc này luôn. Cái góc này luôn. Lên mã nơ, nơ này nơ đen nhé. Nơ đen dùng nguyên nhé. Nơ đen nó dài vậy mà nhìn cái độ dài của nó nè. Thì là ngang ngửa hàng hai lớp lanh cái gì nữa. Ngang ngửa hai lớp lanh. Chị Mỹ Hạnh bữa chốt mấy cái áo thun sao không thấy chốt đơn à? Sao kỳ vậy? Rồi nha, lên luôn dùng nguyên cái này. Nơ nữa là hết mẫu. Chốt lên mã này là mã nơ nữa là hết mẫu nhé chị em mà nữa. Comment lên nơ luôn dùng nguyên mà ok nhé. Sale luôn chị em mà 135.000 cho nó sạch con. Chốt nơ luôn dùng nguyên. Nơ thì cỏ dại. Rồi chị em mình lấy nơ đi. Nơ comment là mã nơ luôn dùng nguyên. Nơ được cái gì cùng tay để canh vô thì chốt cho chị em coi xong này còn cái gì để tải lại cho luôn. Nơ cho cỏ dại. Nơ cho Trần Diễn Thu. Còn cho chị đẹp trai đi đô luôn. Đây mấy hàng bé lại tại này. Còn mấy đôi bộ dài bé trai bé gái thì nó ra theo luôn. Con tôi sẽ cho chị mẫu nơi đem về thông lái cho hồi nãy là không tốn tốn hoa. Cứ đã chất lỗi sao này không lấy đâu. À, Trần Diễn Thu có chứ. Trần Diễn Thu có rồi. Không thì tốn hoa đó cô tốn mẫu này. Thế còn một cái LV. Em thấy chị đào lê đây nhưng mà đâu thấy chị đào lê chốt cái gì đâu. Chị ảnh comment không? Có bị ảnh comment không? Thấy chị chốt cái gì hết trơn luôn. Nơ cho đẹp trai đi vô. Có thấy xa comment cái gì đâu chị đào lê ơi. Nơ cho đẹp trai thì tốt hoa. Còn là một cái cái LV này nữa là hết. Còn một mã LV nữa là hết. Không thấy chị đào lê comment cái gì luôn á. Còn một cái LV. Trời ơi cái LV này mà không lấy. Nghĩ sao trời. Mẫu đẹp như thế này. Rồi nhá, còn nó một cái nữa là sạch luôn một. À cái đó thì em in bill ra rồi có size thì em bóc thôi. Có bill có size thì em bóc. Đào lên có rồi. Có rồi đấy chị. Nè. Nè. Chẳng vô tư luôn. Thì nào nhỏ nói chung cái này nó tiện. Thiết kế này bo quanh hết cả từ đầu đến cuối này là có đồ bé em đang bên ra đây. Thì là chị nào to nhỏ gì mang cũng được. Dễ mang ồm luôn. Còn hai cái lá vàng một cái LV nữa là sạch. À chị Diệu Chu ship đồ nghe chứ không ghé lái nghe. Còn mấy bộ này em tiêu luôn chị em mình là ba bộ này. Ba bộ này. Size 22 25 kg. Bán tặng chị em bộ này. 30k luôn. 30k luôn bộ có tông diễu. Ai đời đi vô mùa lại bán sale xả bộ. Bộ nách 30k luôn có được 4 bộ này. Size 20 nhá. Cái này toàn bộ size 20kg nhá chị em mình nhá. Đi luôn cho dễ mình cái này 30.000 bộ là bộ có tông diễu này. Nha. Cái này tầm 22kg đổ về thôi. 25 thì hơi bị kích rồi. Bộ này 25 hơi bị kích á. 22kg đổ về thôi chị ạ.
22 kg đổ về thôi. Chị hàng kiều bộ này. Hàng kiều bộ này. Chị chợ cỏ dạy hai bộ bắp cải màu này. Từng bộ thôi. Cỏ dạy bộ màu mà nhé. Cỏ dạy bộ này. Hai bộ này cho chị Thu Trang. Hai bộ chị Thu Trang. Bộ này cưng lắm, bộ này hàng 85 nghìn. Em sale giảm mình 69 nghìn luôn. Dạ, bộ này bộ có tông tàu. Bộ này có tông tàu nhé. 18 kg. Lên mã gấu bộ có tông tàu. Cái này càng giặt nó càng mềm ra nha. Em sale luôn là 69 nghìn. Cái này sale 69 nghìn luôn. Thì nào lấy mã này mã thỏ luôn, dùng nguyên là ok nhé. Thỏ này là size 18 kg. Cái này nó lại tải lại rồi. Sale luôn thì em mình là 69.000 thỏ. Chị nào lấy thỏ lên thỏ. Bộ dài này sale 59.000 luôn. 18 cho chị Hà Kiều. Hà Kiều. Size 40 không có chị. Cái này 25 kg. Màu này bé trai bé gái gì cũng được hết. 25 kg nhé. 59.000 luôn. Phải đẹp với chị em. 25 kg nha. Lên mã dài xanh. 25 kg cho nguyên nhé. Sale 59.000. Chị nào lấy dài xanh chút, dài xanh size 25. Một bộ dưới 25 kg, bé trai bé gái gì mang cũng được những cái bộ này hết. Sale luôn chị em mình là 59k nhá. Lên mã dài xanh. Hai bộ này, bộ này bộ bé gái, màu này bé gái. Lên mã dài hồng. Dài xanh cho chị Đào Lê. Rồi lên mã dài hồng. Dài hồng 59.000 cái bộ này. 25 kg với chị em mình. Lên mã dài hồng hết dài xanh. Nhà hàng lẻ size mà chị ơi. Được ơi. Được bóc giùm em cái bộ dài này còn mấy bộ nữa kìa. Cái này còn dài hồng nhá. Dài hồng cho Phạm Hương. Dài hồng cho Phạm Hương 59.000 đi. Bộ này cưng quá nè. Bộ này cưng lắm luôn ấy. Size 28 kg. Cái này là size 28 kg nhá. Nè. Đâu còn nữa đi. Từ từ. Không. Nhiều lắm. Khách đặt nhiều lắm. Chị mang đang mang đai size gì? L. L. Hình như còn size L to nhất á thì. L như còn 2 cái nữa thôi. 4 cái là chị cái như thế trên đàn. Cho chị Ti Ti con này. Ti Ti. Rồi tiếp luôn dưỡng này. Bé trai nãy hai bộ. Thế không có hai bộ nhá, chị cỏ dại ơi bỏ ra thì. Không có, bộ nào nãy sale mấy trời. Cứ cỏ dại cho lấy không? Bộ nào nãy em sale mấy trời? Nè, cỏ dại mới bỏ cho người khác. Bộ nào em sale giá mấy nè? 65.000. 65.000. Size 3 kg. Cái này size 22-23 kg. Đây mã ngố bé gái nhé. 22-23 kg là ok. Cái này áo phông rộng phủ mông giấu quần nha. 22-23 kg, 23 kg là ok luôn. Đây chị em mình 65.000. Đây mã dài trắng. Dài trắng cái này bé gái rồi chị ơi. Cái này bé gái nè. Nha, cho chị Phạm Tường Vi. Phạm Tường Vi 65.000. Phạm Tường Vi. Còn bộ này 59.000. Bộ dài này sale 59.000, size 13. Bộ dài này sale 59k và size 13. Bộ dài size 59k coi ở shop được mã dài nào nữa không, móc ra giùm em nha chị. Cho nó gọn kho luôn đi cho nó. Thứ còn rất loạn bộ này mệt lắm. 13 chị Hà Kiều. 13 này chị Hà Kiều. 65. À quên lộn, bộ nó 59 cao luôn. Bộ 59 cao luôn. Bộ này em sale luôn chị em 69 cao luôn. Không thể nào đi nhập ra được giá 69 cao luôn mấy chị em mình ạ. Bộ có tông tàu này là nhập vô giá cao lắm, size 25 28. Phải không? Hàng em đi 85.000 em không nói deal này. Lên mã này là mã xanh. 69.000 luôn. Xanh 69 nhé, size 25-28. Xanh 69, 25-28. Bộ trai dẻo chị có không? Chị Trung Kiên Nguyễn hồi nãy lấy mấy ký trời. Hồi nãy lấy mấy ký chị ơi. Hồi nãy chị lấy mấy ký. Rồi lên dài luôn dùng nguyên. Xanh cho chị Văn Bêu Lan 69. Dạ 69k luôn. Văn Bêu Lan sạch luôn, gọn luôn. Rồi nhá, cái này 22 ký đổ về. Để em coi cho chị Trung Kiên Nguyễn 22 kg ta được bộ. Trung Kiên Nguyễn bộ. Có dính nào rồi? Dính nào
Mấy bộ size to hơn xíu và bộ size nhỏ nhỏ hơn xíu. Nó cũng ngang ngang thôi à. Cũng màu này rồi. Cùng màu này rồi. Cái này size dưới 60, bộ này size dưới 60. Rồi bộ này lên luôn dùng 22-23kg độ về, 22kg độ về. 59.000 cái bộ này, vải đẹp lắm. Sale 59.000 luôn cho nó sạch co, đang còn được 3, từng này bộ. Size 23, bé trai bé gái gì mang, có bé trai thì không lấy màu hồng thôi. Rồi nhà Nguyên như trà thập cảm ấy, tới kia cũng có, hết chiều với nhà Nguyên. Rồi nha, lên luôn dùng nguyên cái bộ này. Size 23 cái độ về là ok, và đi kiểu mà bộ này 59k là... sau 57 cái độ về là chốt ok. Nha, 59k. Cái chị Phạm Tường Vy bộ này. Cái màu luôn dùng nguyên còn màu vàng, màu xanh nữa nè. Không có chị ơi, còn màu vàng và màu xanh nữa nè. Nha, vàng và xanh, cái này trai gái gì mang cũng được, rất là dễ. Trai thì chị em không lấy màu vàng thôi. À quên, không lấy màu hồng thôi. Bộ dài luôn dùng nguyên vải đẹp lắm, vải mềm lắm. Nha, đây luôn chị em là 59.000 luôn. Khỏe thiệt sự luôn. 23 cái độ về nhá. Lên mã này là mã dài vàng và dài xanh, dài hồng, còn được 3 bộ này. 4 bộ này, hai xanh, một vàng, một hồng nhé. Sale luôn rẻ mình là 59.000, sạch kho luôn. Ai chưa có cái này lên luôn dùng mã này. Đây này còn bộ dài ngố này. Bộ dài ngố hồi nãy sale 65.000 này đúng không? Đây. Sao nhỉ? 23 cái độ về đi chị Vũ Trang lấy đi. Cái này 16, 18, 20, 22. Khẩu trang để đó, để lại đó đã. Rồi nha, tiếp luôn dùng nguyên cái này. Đây mã bộ dài từ 16 đến 20. Từ 16 đến 20 kg. Cái này em đi luôn chị, hồi nãy đi bao nhiêu tiền ta? 65.000 à. Dài xanh cho chị mới vừa đỏ xuống đâu rồi. Đây. Dài xanh cho chị Thu Trang. Dài xanh chị Thu Trang. Rồi nè, ngố nè. Ngố 10. Hồi nãy bộ nó 59k chị. Ngố này mới 65. 16 cho chị Ngô Thị Bắc nè. 16 cho chị Ngô Thị Bắc nè. Áo quần lộ 18 Ngô Thị Bắc này. 18 Ngô Thị Bắc này. Cái này mới là 65 rồi chị. 18 Ngô Thị Bắc có rồi. Chờ em xíu. 22, 20 thôi chị Hà Kiều ơi. À 22 đây. 22. 22 Hà Kiều. 65.000 luôn. 20 cho chị Phương Trần, rồi còn 18. Còn một bộ 18 nữa thôi. Còn một bộ này 18 cái đổ về. Cái này chừa luôn cho bạn nhím đi. Này. Cái này chừa cho bạn nhím đi học đi. Chị dọc xương vô hình bóc luôn. Dọc xương vô hình bóc luôn. Đây này chị dài xanh nó y như thế này thôi. Dọc xương vô hình. Đây này chị Trung Kiên ơi, như thế này thôi. Như thế này thôi. Tắt đi. Mấy kia em bán giá này nữa. Em lên cho nó sạch kho thôi. Rồi lên mã dài đỏ. Cái này để màu đỏ cho bạn nhím đi chị. Để cho chị nhím một cái này. Rồi một bộ dài đỏ size 22. Còn một bộ dài ngố đỏ cũ. Cái này size 22 này. Dài này là dây thiệt luôn nhé. Lên mã dài đỏ size 22. Cái này em sale luôn cho chị em mình luôn. 8 thì dọc xương vô hình, còn lại cho thị nhím. Thị nhím. Cho thị nhím luôn. Thì nhím đi học. Rồi nhá, lên mã ngố đỏ luôn dùng nguyên size 22. Bộ này mà không phát nữa thì thôi luôn. Này. Cái này toàn bộ quần của nó là sẽ làm ăn ôm nha chị em mình ơi. Lên mã ngố đỏ 22. Sale 65.000 luôn. Hàng này hàng 89.000, 85.000. Đấy, chị nào lấy ngố đỏ để lên ngố đỏ luôn dùng nguyên là ok nhé. Còn một bộ ngố trắng. Ngố trắng này hàng 59k. Đùi chứ, cái này đùi. Hàng 59k và size 16. Ngố vậy Thu Trang. Cái này size 15, 16 này. Lên mã đùi dài 59k. Cái này size 15, 16 nhé chị em mình ơi. Cái này là 15, 16 cái độ về thôi hề. Nha, lên mã đùi 15, 16 sale luôn là 59k. Đùi 15, 16 chốt lên luôn dùng nguyên là ok nhé. Cho chị Hà Kiều. Cái này cho chị Hà Kiều. Hà Kiều. Cho chị Hà Kiều ha cái này. Rồi tiếp lên luôn.
Đây này còn hai cái sắc nách như hồi nãy có chưa ta? Ô, cái này dễ thương chưa nè. Cái này 59k luôn nè chị em mình ơi. Size 12 ký. Hà chị mới giục xuống cho mô. Em yên rồi. Cái này size 12 với lại size 10. Để bỏ vô chứ mô. Em bỏ rồi có rồi, em ghi tên rồi. Size 10 với lại 12 ký nè, cái này xinh nè. Cái này xinh lắm luôn, 59.000 luôn. Nè, cưng chưa? 12 chị Hà Kiều còn 10 nè. 12 Hà Kiều nè, 10 cho đẹp trai đi đô nè. 10 cho đẹp trai đi đô nè. 59k. Đó, còn 2 cái ở cái đũa kia. Rồi cái này còn 10 và 13 màu trắng. 10 với 13 màu trắng nè. 59k nốt luôn. Cưng hè. 10 với 13 màu trắng. 10 trắng nè. Xinh chưa? Đấy. Le mã trắng 10 và trắng 13 luôn, dùng như là ok nhé. Là em đọc số ký quay đầu ấy. Trắng 10 quay đầu và trắng 13 ký quay đầu. 13, 13 trắng thì Phan Huyền Trang. Em bất xúc rồi đó, còn 10 thôi. Còn 10 thôi, chị nào lấy 10 trắng lên 10 trắng là ok. 59k sạch kho luôn. Phan Huyền Trang. Phan Huyền Trang. Rồi còn một nữa thôi, còn một bộ size 10 ký nha, đi luôn cho chị em mình là 50. Có đấy, 10 ký quay đầu gì Thảo Lê, 90 ký thì như nhau mà. 90 ký như nhau. Rồi nhá, size này size 18 20 nè. Màu này màu bò. Đây mã dày màu bò. Cái này trai gái gì mang cũng được hết, màu bò. 20 ký độ về. Màu bò nhá, chị nào lấy bò. Lên mã bò này, hồi nãy đi 59k luôn đúng không? Đi 59k luôn. Bò này 59k luôn. Chị nào lấy bò lên bò luôn dùng em nhé. Đôi giày màu bò. Size 2 đổ về là chút ok, sale luôn là 59.000. Vải đẹp lắm chị em ơi, mềm. Mềm lắm. Cái gì vũ trang. Vũ trang gì nè. Vũ trang. Bộ này size 23 ký đổ về nè. Từng này bộ size 23 ký đổ về nè. Được hai bộ này size 23 đổ về. À được một bộ thôi. Một bộ 23 ký đổ về. Ra mét 8, lấy dài 9 ký cho chị Thảo Lê luôn. Dài 9 thì Thảo Lê. À mét 8 hồi nãy em còn ở xanh bơ đó chị. Cái này 23 đổ về, xinh nè. Lên mã dài hồng 23 ký đổ về. Dài hồng 23 nhé. Lên luôn cho trẻ mình con này với giá là 59.000 luôn. Dài hồng 23. Chị nào lấy dài hồng 23 chút lên luôn dùng nguyên nhá chị em mình nhá. Hồng 23 ký. Đừng bộ. Cho chị chút. Chút Smile. Smile. 59k. Rồi lên luôn dùng nguyên mã vàng 22. Không chị ơi, ít thôi, cái này đang sen lại thôi. Rồi lên mã dài xanh này, trai gái gì mang cũng được, chút đến 20 ký nè. Nha, rồi lên mã xanh này 20 ký đổ về. Chị nào lấy xanh 20. Nguyễn Hiền hết rồi. Nha, chị nào lấy xanh lên xanh luôn dùng nguyên là ok, xanh và vàng size 20. 59k sạch luôn. Nha, chị nào lấy lên luôn dùng nguyên là ok nè. Không có 35 ký, hết 35 rồi. Cái này em còn size nhỏ nhỏ thôi. Cái này 23 đổ về. 23 nè. À đây 23, 23. Không, cái này không có 23. Cái này nhỏ hơn, cái này cọc lộn sổng size. Cặp này cọc lộn sổng size. Rồi lên luôn dùng mã bộ gấu nè. Còn được 2. Cái này cái quần đâu Du Hà. Du Nguyệt Hà đó, cái áo không Du Nguyệt ơi. Không chị ơi, giờ em hết rồi. Giờ hết rồi. Cái này của cái này. Cái này có bộ chữ nổi đúng rồi. 16 ký rộng. Rộng. Rồi lên luôn dùng em con này, size 25 ký đổ về. 25 đổ về nhá, lên mã chữ nổi luôn dùng em 69 cao luôn. Thao hàng chữ nổi là hàng 85.000 bộ này. Hàng chữ nổi là hàng 85.000 một bộ. Em sale luôn cho dễ mình bộ này với giá là 69.000 luôn, size 25 nhá. Ai nhanh có. 25 nha chị em rồi nè. Được chưa? 69k luôn. Hàng này là hàng em đi 85.000 một bộ, em không nói điêu.
sale luôn kìa mình là 69.000 luôn, chị nào lấy chốt. Cho hình TV. Phần TV. Cái này cũng size 25 kg này bé trai này. 25 26 kg bé trai này. 69 cao luôn. Đây mã này là mẫu màu nu nhé. Có tông tàu hết. Con này màu nu nhé, 25 26 kg màu nu. Đây mã nu 25 26 lên luôn dùng em là ok. Bé trai nhá, size 69 luôn. Nu 25 26, cái này lên nu 25 26 luôn dùng em là ok. Chị nào lấy nu lên nu 25 26 size 69. Rồi bộ gấu này. Bộ gấu này size 16 cái độ vậy. Gấu vàng size 16 size 69 luôn. Có tông tàu hết ấy, đẹp lắm. Chị mình yên tâm về chắc cho chị Văn Bella đi. Văn Bella, màu nu chị Văn Bella chị. Rồi nhá, cái này 16, vàng 16, gấu vàng 16 sale luôn 69 cao luôn. Gấu vàng 16 sale 69 cao, cái này còn được không nhỉ? Hay sale 79 cao. Bộ này đẹp quá hề. Này, bộ này đẹp ghê luôn ấy. Bộ gấu không có 10 kg chị ơi. Này một size này. Cái gì đó? XL đó. Cái này 18 kg đổ về cho bé trai. Đẹp. 79.000 luôn. Bộ này là hàng về là hàng 89.000. Xong còn lẻ là em sale 79.000 và thực sự giá này là em đi luôn chị, em là bay vốn. Những cái bộ bé em bán lại rất là ít. Nha, cái này đi chị em 7 á. 75.000 luôn đi. 75.000 đi. Size 20. 75.000 nhá. Này, đẹp cực kỳ luôn. Size 20 nhá. Bộ này cực đẹp luôn. Nha, chị nào lấy mã này nai xanh này. Nai đỏ này. Nhá. Và nai xanh xanh côm, xanh gì xanh dương. Xanh dương và bộ này em đi chị em 75.000. Xanh cho chị Kiều Trần. Xanh cho Kiều Trần. Rồi đỏ này. Có vàng nữa. Có bộ màu vàng size 20 nhá. 75 cao luôn. Vải đẹp nên là chị em mình yên tâm, kiểu cũng đẹp mà vải cũng đẹp. 75 cao luôn. Nha, màu vàng. 17 quay đầu, cái này xem một cái nhỏ nhất không? Cho đầu lê, cái này hơi rộng xíu như vậy đầu lê nhé. Hơi rộng xíu nhé. Alo. Chị ơi em đang like xíu giờ xong qua 3 giờ thì gọi mình em nhé. Rồi có cả nai vàng này. Chị nào lấy nai vàng lên nai vàng đẹp lắm luôn á. Xinh. Ờ còn mấy bộ ra. Xinh lắm luôn. Nha, chị nào lấy nai vàng lên nai vàng, nai vàng, nai đỏ, nai xanh. Nhá, size 20 kg đổ về, sale luôn. 75.000. Nhá, chị nào lấy thì lên luôn dùng 75k. 75k trong này hàng chiếc mua nè. Em lên tiếp đi. Chậm. Cái này còn bộ mùa bò này cưng. Cái này còn bộ một bò sale 59k này. Tương tác lên luôn dùng nguyên cho chị em mình nữa. Dưới nó còn bao nhiêu view vậy? Hả? Có 59 view thôi à? Tương tác lên xíu chị em mình nữa. Bay nèo nãy giờ cứ đứng 120 view. 121 view. Xanh chị Kiều Trần hồi nãy có rồi đúng không? Rồi nhá, 18 kg quay đầu được hai bộ. Màu bò và màu hồng. 18 kg quay đầu nhá, màu bò và màu hồng. Cái này em sale luôn cho chị em mình là 59k, màu bò với màu hồng nha chị em mình ơi. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên này. Màu bò và màu hồng. Hồng bé gái, bò bé trai. Nha, sale luôn. Bò cho Kim Tăng Lê Thị 18 kg, 59k, còn một hồng. Vải đẹp lắm nha chị em mình, cứ yên tâm luôn dùng nguyên hồng. Luôn dùng nguyên 18 kg đổ về. Chị nào lấy dài hồng lên dài hồng 18. Vải mềm mịn. Nha, dài hồng 18 lên luôn dùng nguyên là ok toàn bộ nè. Con bộ dài hồng, chị nào lấy dài hồng đang dài hồng dùng ok. Rồi cái bao này là hàng thiết mua. Con cái này cũng cân hết. Tôi đang ra còn bộ đồ bán chứ đâu phải hết. Còn mấy bộ sắc nách này sale nốt luôn. Cái này áo lẻ. Còn 28 hết rồi. Chị cái khóc LV nãy còn không? Còn 28 cái 18 kg thôi. Còn ấy chị cỏ dạy còn cái. Cái này cân. Thì chị em 40 cao luôn. Hàng thiết mua nhé. Size 15. Đây mã nách tím size 15. Sale luôn chị em con này 40. Nách tím là size 15 nhé. Sale 40 nha chị em mình ơi. Nha, hàng kit mua hàng này, hàng tác của nó đang là 89.000 một con. 89.000 một con này thì chị em 40.000. Chị nào nách tím size 15 lên luôn dùng nguyên. Cúc này size 15 luôn. 40k con này nha chị em mình. Phải đã lắm này chị em mình, nít cho nó những cái con quần đùi riêng cũng được.
Dép em không like, để em chốt hết rồi còn bao nhiêu em up sau. Nha, để nhà em chốt hết đơn nợ của cũ của khách đã. Alo. Em nghe. Dạ, em nghe chị ơi, sao đấy chị? À, chị em đang like cái gì qua 3 giờ thì gọi mình đi. Cái này xe 15 này. Xe luôn trẻ mình 40k luôn. Những con này xinh. Hàng kit moon không á. Cái này xe 37, xe 40. Hả? Cái này xe 37 nha. Sale luôn cái dạ mình con này 40k luôn. Tương tác đang xíu với dạ mình thôi. Xe 37. Size 37, sale 40. Chị nào lấy mã 37 ký lên 37 ký luôn dùng nguyên nhé. Sale 40. Tương tác lên duyên duyên. Tương tác lên duyên duyên. Áo khoác LV hồi nãy giờ chị cỏ dài. Cho chị cỏ dài. Con này từ 25-28, những con này xinh này xe 40k đứng đời là như thế nào? Tiếc lắm. Hàng toàn hàng xịn không á. Trai 38 rồi chị. Áo lẻ nè. Tím với hoa cho chị Thư Kim. Tím, à tím với hoa chị Thư Kim. Thì chị 40k nè. 40k một con. Xe 25-28. Thư Kim. Cái này 25-28. Xe 40. Con này lên mã rút luôn dùng em ok, từ 25 đến 28 cái toàn hàng thích mua. Sale luôn chị em 40 luôn. Nhá, sale 40 40. Hồng cho chị Hà Kiều. Hồng cho chị Hà Kiều 40 nhá. Cái này size 16 cưng lắm. Cưng lắm luôn, hàng này 89 càng con. Thì chị em mua được rẻ hơn nửa giá luôn. Nha, rồi lên mã hoa size 16. Hoa size 16. Chữ này size 32. Chữ này 32. Thế làm chị khách đang chốt băng. Cho em thêm miếng nữa mì. 16 chị Hà Kiều. Rồi cái này xe 32 dùng Nguyên. Xe 32. Cái này xe 32 nhé. Chị nào lấy 32 lên 32 luôn dùng Nguyên. Nha 32. Ui. Nè. Chị Hiếu Dương. Đây đây đây. Đừng từ từ. Đừng từ từ để chốt thêm. Chị Hiếu Dương 15 đôi nữa. Đây này, từ từ đừng chốt thêm. Mười lăm đôi. Rồi 32 kg nhé, chị nào lấy 32 kg lên 32 kg luôn dùng nguyên một ok. 32 nhé. 16 nữa thôi. Rồi lấy mã hồng đậm luôn dùng nguyên. Xe 35. Hồng đậm xe 35 nhé. Xe luôn cho dễ mình 40k luôn. Hồng đậm này size 35 nha chị em mình ơi. Rửa mắt con này để keo bụi quá. Con này bụi nhất, hàng này hàng keo nha chị em mình ơi. Size 12 tặng 25. 32 chị Thư Kim. Bài Thư Kim, con này tặng 25 luôn. Con này bụi nhất chị em mình ơi. Nhà hàng hàng nhà Nguyên keo keo này. Em giờ em ít keo lắm. Vì nhà em hàng nhiều nó về tấp nặng nhiều không keo mẫu hết được. Mà keo lên cứ bụi này. Con này xinh lắm, mềm lắm. Xe 12kg nha. Sale chống nắng trẻ hiện tại em đang hết. Sale con này 25k luôn. Sợ không? Vì giặt là nó ra với chị em rồi. Hàng nhà em hàng treo mẫu á. Nha, lên mã này là mã 25k. Chốt 25k luôn dùng xe 12. Phải quá hề. 25k và xe 12. Chị nào lấy mã 25k lên 25k xe 12 nhé. Cái chị Hà 25k không phải 25kg nha chị Hà Kiều. Cái chị Hà Kiều không phải 25kg nha. Cái chị Hà Kiều con này nha. Ok, cái này 25k này chị Hà Kiều. Hà Kiều. Rồi cái bộ này size cho bé nhà mình 20kg đổ về lên mã ngố. Theo chị em 65 nghìn. Chị nó thẳng thờ đi vô. Không đầy à. Nó không lọt hết à. 25 hết rồi. Cái này size 20. Bộ này size 20 đổ về bộ ngố 20, dài 20. Sale luôn là 65 nghìn một bộ này. Thì nó lấy bộ dài size 20, chút bộ dài size 20 luôn dùng em là ok nhé chị em. Bộ dài size 20kg nha. Hàng kit mua là còn bao này, 2 bao này đó hả chị? Hết rồi đó hả? Đây, còn 2 bộ dài này nữa. Bộ dài này em đi chị em 59k này, size gì đây? Lên mã hồng size 15. Hồng size 15 nhá, sale 59. Hồng size 15 và sale 59k nhá.
Thực ra chị nào lấy hồng 15 lên hồng 15. Sale 59 nhân viên phúc nha, nhân viên nha. Lên mã hồng 15 cái này xinh này. Nha, sale 59.000. Nói trước về sao, nói trước về sao. Cái này size 16 kg. 15 16 như nhau. Nguyễn Hiền Phương Linh. Nguyễn Hiền. Không, cái này 16 kg này là màu khác còn màu trắng. Trắng 16. Trắng 16. Phương Lương đúng không? Không. Đâu, cái nó Nguyễn Hiền. Cái này size 16 màu trắng. Size 16 trắng, đeo luôn chị em mình là 59k. Lên mã 16 trắng luôn dùng ok, 59k nhé. 16 trắng, hồng hết rồi. Dài trắng khi sớm là quần đùi. Hình như là trắng còn quần đùi. Em cũng nhớ nữa. Có hai mã luôn, giờ hỏi em không biết. Đây có cả đùi, có cả dài luôn nha. Rồi lên mã 16 trắng. Sale 59. Sale 59, một có trong sàn. Sale 59 thiền. Cái này size 16 kg. Ôi ơi chị, cái áo này còn nè. Cái áo này toàn to phải không? Wow. Cái này toàn size bự. Cái này hàng mình đi 55.000 không vô? Để đi 55.000 không? Đấy, tao Tết bán được 60.000 à. Bà đi đọc cái lựa xá gì. Thiếu à? Kệ, thiếu một đôi cũng được. Kiện liền á, mới lên cái giá là đã nói là sale rồi mà kiện liền. Không biết hồng mua ra, hồng mua đúng dùng. Hồng 32-40 nãy rồi đúng không? Chị ơi, giờ không, em không đổi cái gì hết á. Giờ có biết cái gì nãy giờ chốt cái gì đâu mà đổi hồi lúc chốt đơn gì xả ra giùm em nha. Giờ không biết cái gì mà đổi đó. Là chính xác cái này hả, em đi 55.000 đúng không? Em bán tặng hết luôn, cái này có mấy cái? 4-5 cái này. Xây bự không á? Xây bự không á? Bà mới kiện là bán cho bà 60.000. Con này 25 kg độ về. 25 kg độ về, lên mã cá 6 luôn dùng nguyên nha. Size 39.000 luôn. 39.000 con này luôn. Nha, size 25. Hàng đẹp lắm chị em ơi. Nha, yên tâm những con này nhé. Size 35k luôn đi. 35k luôn. Nha. Hàng này mà cho nó mang cái gì ta? Quần riêng ngố à. Ờ, quần lỡ riêng này chị Phương Nghi. 35k luôn. 39 mà nó 39 rồi chị 35. Bà cũng 35 rồi. Ở giống mặt 35.000 luôn đi. Hai cái này Thu Trang, hai cái chen lại mình sai xíu, Thu Trang hai cái. Rồi còn cái này vàng. Vàng này size 30. Vàng này size 30. Chị Thảo My. Vàng chị Thảo My size 30. Trắng này size 28. Trắng size 8 luôn, sale nốt 35k luôn. Nha, sale nốt luôn. Chốt mã trắng. Huyền hình như là chị Lương Cửu chị cũng đặt dài dép này lâu rồi Huyền. Chị thấy chị nhắn tin lại gì đó. Cái này chị cho nhí chị. Đâu ra cái váy gì trời. Hề Thảo My có vàng rồi nha. Riêng cho bé, cho em lên riêng sale luôn. Cá sáu đi, bỏ của chị Thảo My bỏ ra đi chị. Chị bảo là lấy cá sáu luôn. Bỏ cái vàng sao. Cái này của người lớn size là chị em 50 váy body. Cái này bán tặng chị em 29.000 luôn. Hàng này em đi 89.000 vậy. Xe 29.000 luôn. Đa số đựng con váy ôm body nhé. 29.000 luôn. Cho nó sạch kho. Chị, cho em cái quần riêng nha. Dép mà cắt được cái mi đi, cắt được em màu đen hết đi chị. Ừ, cái này lên màu đen hết. Đen có à? Cái sáu vàng hết rồi, còn chữ vàng và hết cá sáu thôi chị em mà nói. Chữ vàng và trắng thôi. Bộ hàng kit moon size 17. Bộ này cưng lắm. Đây chị em mình 65k đi. 65k lên mã Kenzo size 17. 65k nhé, cái này không cần chọn kiểu đó chị. Ê, cho em lên thôi cho khách bóc. Chị là số theo từng bì là chị thăng số đó.
Cái này giờ tới 25 kg gì? Từ 18 tới 25 kg gì? 30 kg em không? Số 25 là 25. Mua cầu rồi cầu tới số 25. Xe lưu trẻ bên con này 45 kg con luôn. Từ 18 đến 25 kg. Trời. Xe nhỏ nhất là số máy nó nhỏ. Xe 45 kg luôn. Chị nào lấy cái này đây mã riêng nam luôn dùng nguyên nhé. Riêng lẫn nam nè, bé trai á. Size 20. Thế có size 10, 16, 17 với trăm mấy nữa thôi. Thế từ 16 đến 25 kg. Có 26 này. 26 kg. Chị lo ra hết mất công với chị. Chị làm nó mất công để em chốt bao nhiêu rồi bóc size sao. Em moi ra hết mất công. Sale luôn trẻ mình con này 45 cao luôn. Nhá chốt lên luôn dùng mã 45 kèm luôn dùng số cái từ 16. Từ 16, 17 đến 25 kg là có size. Rẻ quá con này em nói thật sự đi nhập làm sao ra được giá hàng 4, hàng 5. Hàng này bèo thôi, trẻ mình vô shop là người ta bán rẻ thôi. Trẻ mình là cho vào 101 đến 102 nghìn một con này. Mà em sale luôn cho trẻ mình bao nhiêu tiền? 45 nghìn một con, lên cho nguyên số ký là ok. Hồi nãy tối con áo hồi nãy sale có 35 nghìn, rẻ quá. Nha 25 kg gì thu trai. Nha chốt lên luôn dụng mã này, kèm luôn dụng số ký là ok nhé. Thì cho em nói đừng có lôi ra hết. Làm không kỹ thuật chi trơn á. Để in chặt đó. Cả một kho không lẽ rinh hết like đến mãi chị mà hốt hết cả kho là đúng không tì, đúng không lấy bao nhiêu gây thì gây tì tất quý người già cả mai mà tiếng nhớ còn nhớ được á. Rồi nhá, hai cái 25 chị em đi chặt, hai cái em đi chặt. Nếu chị bóc luôn, có hai cái bóc luôn. Em đi trần cái. À một kiểu thôi chị, một kiểu nó bóc đi cái thôi. Bóc chị cái, em đi trần cái bị thu trần cái. Chị ghi lên mày luôn. Em đi trần. Không có bộ sách nách 30 đâu chị ạ. 22 chị Hà Kiều. Em đi trần là cái 25 đúng không? Thu trang là hai mấy. Chị thu trang nè. Cho chị Hà Kiều lên luôn. Bác ca không có sách nách 30 đâu chị, hết rồi. Giờ không còn. Cái này 17 kg hàng kit mua xe chị em 65.000. 60.000 luôn đi cho nó bay luôn. Đây chị em mình bay luôn giá sỉ luôn. Hà Kiều số 22 60 cao luôn con này nghĩ ra không? Size 17 nhé. Riêng cái hàng này chị em mình nên mua hàng 145.000 một bộ. Lên mã Kenzo size 17 nhé, size 60. Kenzo size 17. Bộ này size 15, 60.000 trời. Chị nào lấy cái này là mã chữ xám size 15 kg, sale luôn trẻ mình là 60.000 luôn đi. Cho nó gọn kho nhé. Ai lấy thì lên luôn dùng đi. Sale này cực kỳ rẻ luôn á. Có con váy bé này size 17. Kenzo ring 25 thì Thảo My luôn. Thảo My. Kenzo 60 này cho chị không có 45 kg đâu chị. Cho chị đào lên. Đào lên 60 cao luôn. Đào lên 60 luôn. Rồi tiếp luôn dùng nguyên cái này. Size 17. 60 luôn. Nha, váy bán hàng kit moon size 17. Size 60 cái này, lên mã váy 60 luôn dùng nguyên á. Em đọc cái nào là chị em mình chốt thôi, cái này nó không có đài size đâu. Em đọc cái số ký nào là chị em mình chốt số ký đó thôi. Chứ có thì em đã lên luôn một thẻ chứ để làm chi, lại đi lại về mất công. Váy 17 cho chị Hà Kiều 60 luôn, chị Hà Kiều 60 luôn. Còn cái này em đi luôn chị em mình, cái này em đi luôn chị em mình bay 4 luôn á. Bay vốn luôn á. Cái này size 18, 69k. Bộ này cái quần của nó là dạng quần hơi giống quần váy này. Màu này là màu đỏ cam. Lên mã gấu luôn dùng 69. Nhá, lên mã gấu size 18, 69k. Quần viên em size 45.000 chứ mấy. Ôi trời. Con này size 16 bé trai đi 40k luôn. Nha, lên mã áo 16 kg bé trai đi 40 luôn, chị nào lấy áo lên áo. Bộ này em sale luôn cho bé nhà mình 35k. Size xíu xíu. Size 80, váy em hết rồi. Size 80 35k. Size 8 đến 10 kg nguyên set này nè. 35k nhé. Chị nào lấy cái này lên mã 80 kg là ok. 8 đến 10 kg là ok nhé. Sale luôn 35.000. Từ 8 đến 10 kg lên mã set 8 đến 10. Set 12 kg luôn. Có hai set nhé, 8, 10 với lại 12, 35 chị Hà Kiều. Rồi còn 10 thôi. À còn 12 thôi. Váy lanh này. Váy lanh hàng kit mua size 25, 28.
Size 5 28. Váy hàng kit mua size 5 28. Cái này em sale chị em 60k luôn. Cái này cho chị Hoa Dung Nguyễn Thị dùm em. Chị cái này cho chị Hoa Dung Nguyễn Thị. Rồi nha, tiếp lên luôn dùng nguyên cái này. Size 5 28 size 60 luôn, hàng kit mua nha. Váy lanh, cái này hơi bị nhăn xíu. Vì hàng nhà Nguyên đóng bao. Vì nhà Nguyên đóng bao. Thế chút hết chưa? Thế còn cái size gì cho lên luôn đi. Cho khách chốt luôn nè. Lên từng size luôn hả? Ừ, lên từng màu luôn đi. Màu size đi. Lên màu size luôn. Size 60 những con này luôn. Ôi, cái này nguyên bộ. Cái này bỏ ra bán tặng đi. Size, size bé 15kg nhưng mà quần nơi áo nơi này. Đi mã 29k đi. Hàng kit mua luôn ấy, nhưng mà quần nơi áo nơi nhé, 25k đi. 25k size 15. Quần nơi áo nơi và hàng kit mua nha chị em mọi người. Lên mã 25 size 15. Nha, chốt mã 25 và size 15 luôn dùng em. Ok. 25 và size 15kg nhá chị em mọi người. Cái bộ này trong hàng như bộ gì? 25 sang hình can. Cái này size 16. Hàng kit size 60. Áo quay lộn size 60. Nha, rồi lên luôn dùng mã này, mã váy size 16. Váy size 16, 60 luôn, hàng kit mua luôn. Con này là đuổi tơ, dòng này mang cực mềm luôn. Hàng 145.000. Con này hàng 145, sale 60. Lên mã váy size 16. Sale 60. Váy sale 16 sao sale 60. Hai dặn dép, nhiều người dặn dép lắm nè. Chốt trên hết rồi đó. Chị Ánh dặn dép nè. Cô 60 hả? Cô tập hóa của 60 hả? 60. Ờ cô Thao không biết sai chi. Sẽ bà tạm hay bà chỉnh vậy đó. Nhắn cô Thao nữa là sai gì không được chút luôn. Chị Thao về. Thế quần ring hồi nãy á. Hay là để mai ta. Chứ không là cô dặn ngày mua lên mua đồ thì cô cũng. Ờ cô cũng dặn hai mất công. Thôi mình từng hết đâu à. Để khai chụp đôi. 35, mình có 35 thôi. Rồi ok. Rồi nhá, tiếp luôn dụng này. Không còn đủ ri, ê, bộ bé đủ ri à. Bộ bé có cái mã có tông tàu nó là còn đủ phải. Còn đủ ri, còn này hàng lại tẻ đây. Cái này về chị em mình mang với quần gối cho nó này. Bán tặng cho chị em con này 39.000 luôn, size 25-28. Mang thêm cho nó con quần gối này. 39k size 25-28 nhé. Size 25-28. Hàng kit luôn thì nào giờ có khi nào nó đủ ri đâu chị, chỉ có hàng kia thôi. Cái hàng kết mua thì không có hàng đủ vi đâu. Rồi, cái váy này size 17. Váy 17 sale luôn kia vậy mình là 60k luôn. Váy 17 sale 60 nhé. Chị nào lấy váy 17 lên váy 17. Dài thôi, chị lấy size số thôi chị. 39 cho chị Hà Kiều. Cái hàng kết mua là không có đủ ri nào giờ rồi, chỉ có những cái bộ có tông tàu. 39 à. 39 cho chị Hà Kiều. Cái này còn size xíu, size 16, 17 thôi. Riêng mà giờ hàng kit mua là còn size nhí, không có size to. Không có cái bộ nào size to hết trơn. Đại đi ra hàng xoay đại của bác trai váy 17 cho chị ơi. Bích Văn 60k chị Bích Văn đây này chị. Bích Văn, Bích Văn rồi cái này 130.000 130 nhá. Hàng này chị em phải mua 180.000. cái bộ xoay đại này sắc nách 125.000 luôn đi. Xoay này 45 50kg vô tư luôn. Bộ này 45 50kg vô tư luôn, 125.000 luôn. Nha chị nào lấy cái này lên mã 125 luôn dùng là ok. Hàng này hơi bị hiếm á.
Dòng này hơi bị hiếm tay bự nữa nè, sát nách. Lên luôn chị em mình mã này là mã 125 nhé. Chốt mã 125 bự luôn dùng nguyên, xây đại luôn dùng nguyên. Bự nhé. Cho chị Kim Trâm 125. Kim Trâm 125. Còn bộ bé gái xây đại này. Đi 120 luôn. Bộ bé gái xây đại nhé. Đi 120 luôn chị em mình nhé. 120.000 luôn. 115.000 luôn đi. Cái này đi 115.000 nhé. Còn mấy bộ 115.000 luôn. Xay cho bé nhà mình 37kg. Gái 37 nhé. 115 luôn. Nha, chốt lên luôn dùng nguyên cái này. Bộ này bộ hàng công ty. 115. Thế ờ. Phải đi đã rồi. Hàng này đi vào shop không á, 108. Bạn già. Cái này 38 cái đổ về lên mã vàng bé gái 38kg. Vàng gái 38, cái này còn size. Còn size đến 50kg lắm. Có bé trai 38 sắp nắp để bộ. Để em coi sót thì em ấy. Còn bé trai thôi á. À cái này còn bé gái thôi, cọc này còn bé gái đến 45kg, chị nào ưng thì lên. Còn bé gái đến 45kg, chị nào ưng thì lên nhé. Rồi cái này còn có 1 cọc. Sale luôn kìa, hồi nãy set này sale mấy ta? Xách ngố mà vậy. Xách ngố 65 chứ. Xách ngố 65 còn xe à, còn cặp nè. Còn cặp xách ngố 65. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Còn bao nhiêu view chị sang ít đồ lớn không? 55. Gái 45 bao nhiêu bộ? 110. 15.000. 115.000. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên từ 18. Từ 18 đến 25 ký có sai. Sale luôn cho dễ mình bộ này giá 65.000, bộ này bộ ngố nhé. Từ 18 đến 25 kg. Hồi nãy để cho nhím màu đỏ à. Nha, sale 65.000 luôn. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé. Cho nó nhanh. Chị nhím rõ rồi. Cho nó nhanh nha. Rồi qua X lớn đó chị em nè. Thở không khí xíu nhé. Đổi không khí qua sale X đồ lớn đây. Cái này bỏ lên cắn tặng luôn cho chị em mình này. Có mấy con tặng rồi. 25 cài 17 ký có. 25 lấy số 4 đó cho chị Hà Kiều. 4 cho Hà Kiều. Lấy S cho Bích Văn. S cho Bích Văn. Đâu lại đây? S cho Bích Văn chưa? Lấy số 3 cho chị Giọt Xương Vô Hình. 3 cho Giọt Xương Vô Hình. Đó. Cái này em còn mấy cái size nhỏ thôi. Size chị em 48-50 đổ về, chị em cho ok tặng 25 luôn. Có mấy con. Tặng 25 hai lớp với chị em rồi nè. Cái này đẹp lắm. Chắc của nó là chắc thái chéo. Chắc thái chéo nhé, hai lớp. Size 48-50 đổ về size M thôi. Tặng 25 luôn. Chị nào đang có đơn chốt nhé. Còn chị nào không có đơn bỏ qua nhé. Cái này giá chuẩn giá bán tặng này. Thầy dạy mình đã có hai dây áo ba lỗ mix lên rất là đẹp luôn. Xe 25.000 nhưng mà chị nào hiện tại đang có đơn chốt nhé. Không có đơn bỏ qua những cái mã này dùng nguyên cho chị em mình thôi. Nha, còn được 5 con. Xe 25.000 con. Chắc của nó là chắc thái chéo. Mà 25.000. Ai đang có đơn hẳn chốt mã này nhé. Ai không có đơn em bỏ qua mã này nha chị em mình. 25.000. Trời ơi. Nó không đủ tiền gì luôn. Tặng 25 luôn, còn được mấy cái. 25.000 nhưng mà còn size nhỏ thôi. Nên là em đẩy luôn cho nó gọn. 25 cái. Cái này quần đuổi hả? Cái này quần đuổi size nhỏ nè. Quần đuổi ống bo nhé, size 48 đổ về. Con này size 48 đổ về còn size nhỏ thôi. Em bán tặng cho chị em mình con này 29k luôn. Quần đuổi ống bo nhé, con này đuổi nhăn. Dòng đuổi nhăn với chị em mình thôi. Sale luôn chị em mình con này 29k luôn. 48 đổ về chị em mình sang mấy con này hơi bị xuống. Điểm quá rẻ luôn, hàng hai mấy nghìn. Một con này em đang đi chị em mình 69.000. Cũng xây nhỏ 48 độ về luôn. Thấy không? Hàng này em đang chị em 69k không? Quần 29k Lê Văn. Cái này xây 48 độ về. Cái này em xây luôn chị em mình 35.000 nốt luôn. 35.000 hàng đây 69.000 nè. Quần công sở 48 độ về. Quần đùi công sở. Xây luôn cho chị em mình là. Còn hàng xã à? Con này đi chị em 35.000 luôn. Chị nào lấy đùi 35 lên đùi 35. Con này hàng 145.000 lên mặt phát xịn luôn dùng đi. 145 nhé. T
Tay 52 đổi về con này khoác gió, cái này em để chị em 95.000 luôn. Dép để em up lên đi chị, vô chị đặt sai gì á, đặt cái giờ để em trả hết cho khách đã. Chứ em ngại 35, 35 cho tiết mùa đông. Em ngại là khách đặt bữa giờ mà chưa trả hết đơn, sợ bị sót đơn của khách á. Con này sai chị em mình sai gì đi con, sai gì ta? Sai 55 đổ về. Con này 55 đổ về nhé. Đây mặc khoác xịn sai 95.000. Em không bao giờ đi nhập ra được cái giá hàng. Hàng con này mà dưới 125.000. Nhá. Theo con kẹo mà 95.000 nha. Đây mặc khoác xịn luôn. Khoác xịn nha. Chị nào lấy khoác xịn, đây khoác xịn là ok với chị em mà nó theo hết cho nó gọn. Tương tác lên xíu với chị em mà nó để còn lên. Trăng sát cả trăng tường ở các tiết mùa đông đó chị có quần hồng á. Cái này quần đuổi, quần đuổi bo nhá, cũng size nhỏ rồi, size 48-50 thôi. Cái này chị em mình thêm mua về cho con trai lớn nhá, 48-50 chị em mình mua cho nó mà tầm khoảng 45kg mang con này được, thằng 35 luôn, đuổi xước nhá, 35 cao luôn, lên mã đuổi xước 35 luôn, cho nó tổng xả luôn, đuổi xước 35, rồi lên mã này mã công sở luôn, dùng cái này nhỏ thôi, tặng nhỏ đi, cái này chị em mình mua về cho bác cũng được, tầm 40 đổ về, tặng 19 luôn. Tặng 19 tặng nhỏ luôn. Còn view không chị? Còn view không mà lên tiếp. Còn không, chị em mình còn xem like đó không? Để mà còn lên tiếp nha. Con này lên mã 35, còn mấy con? Con 57 đổ về chị em chút không? Con này 57 đổ về là chút đẹp nhé. Sale luôn cho trẻ mình con này là sale nốt luôn cho trẻ mình con này là 35.000. Con này hàng đẹp lắm luôn ý. 35.000 nhé. Chút mà 35 còn được mấy con. Sale gọn kho. Cái này 57 đổ về là trẻ em chút ok. 35 cao một con nhé. Ai lấy cái này thì lên luôn dùng mã 35. 35, 35, 35. Bên góc kia còn mấy bộ điều hòa chị. Mấy bộ điều hòa màu vàng bỏ lên trên. Bỏ ra bán tặng luôn. Cái này 35k nhé, còn được 3 con. Bộ điều hòa màu vàng đấy chị này. Bộ đuổi lụa cho chị Bích Văn con. Rồi cái này em còn mấy bộ size 57 đổ về. Sale luôn. Bắt gọn kho luôn. 57 đổ về nhé. Sao luôn trẻ mình bộ này 59k luôn. Và bộ này đang đi 75k hay 79k. 59k sạch luôn. Ngày hôm nay là dọn lấy tiền nghỉ lễ à, quên là đi du lịch nhá. 57 đổ về. 57 đổ về. Chốt bữa rồi không thấy à. Đen caro cho chị 105 đi. Đen một caro, một caro đen. Chị 105. Tặng bộ này 59k luôn. Em không thể nào đi nhập được giá hàng 6, hàng 7 nè. Hàng 6, hàng 6 thì không thể đi nhập được rồi. Tặng 59k luôn. Nhá cho chị Trúc Sma. Bộ này size này chị em 55. Chị nào gọn lên 57 đổ về là chị em chốt ok. 59k luôn. Sale cho nó sạch kho. 59.000 luôn. Nhá. Khẩu trang bé em lên rồi. Còn 30 view à? 50 view à. Trời ơi, bộ này 59k phát đi chị em mà nó quá rẻ luôn. Sale 59k, chị nào lấy mã 59. Chút lấy mã 59k là ok nhé. Thôi đóng nắng rồi, đóng nắng gì. Rồi ra nấu xong rồi. Nấu xong lẻ rồi. Sale cái cọc công lẻ này đi. Không có chị ạ. 59 cho chị Nguyễn Hương luôn chị. 59 cho chị Nguyễn Hương luôn. Không ngờ ra này tặng 35k. 30k luôn đi. Nha. Like nó, like ráng, like ráng nè, tối nghỉ đi. Mai chưa mai like tiếp. Bán tặng luôn cho dễ mình con này là 30k luôn. Chị nào lấy bra lên bra luôn dùng nhưng mà ok, 30k nhé. Bra 30 nhé chị em mà nó. Cái con này. Cái con này đẹp chứ. Rồi. 30 cho mèo nha. Con này đẹp lắm luôn. Xây bự nữa. Xây dễ em 65 vẫn mang được.
Hàng 69k của nhà Nguyên nè. Cái này em đi luôn cho dễ mà là 55k. Chị Bích Văn ơi, chị lái xe bao nhiêu? Trang váy không? Có trang váy da mua không? Để trang váy da thì làm gì còn nữa đúng không? Hết trang váy da rồi. Còn một cái trang váy xe dài nè. Mới là mùa sáng vừa mới mua đâu. Con này em đi luôn chị, mình 55k, con này đẹp cực đẹp luôn. Nha, lên luôn cho mã này là mã chữ xanh, 55k nhé. Con này là hàng em chạy 69k đấy. Dạ ok, bà ra 30 chút rồi đúng không? 30, 150 rồi. 150 rồi. Ở thế không có chị ơi. Ồ, thái xanh, tao rồi, chị nào chờ xuống thái thì tắt mấy con này. Chữ bự luôn. 150 không có bà ra nha. Con này size 62 vô tư nè. Đây mã chữ xanh luôn, dùng yên là ok nhé. Chữ xanh sale luôn cho chị em mình là. Dạ alo. Em nghe đây chị. Em nói nè, chị ở gần nhà em không thì là chạy qua luôn. Cho nó dễ, nếu như mà gần thì chạy qua. Dạ. Thì chị cứ qua đi. Có tầm 3 giờ mấy là hôm nay xong. Rồi lên luôn chung con này. 49k con này thái to chứ kìa mình ơi. Lúc khách hỏi thì không ra ấy. Con này nguyên một set à. 38 còn một kem không Hiền? Sao 38 còn một kem không? Đậm nhà chị không được, màu nó ra ná giống nhau à. Còn cái gì Bích Văn con? Bích Văn con. Sao chi mà còn nhiều á là cho Nguyên lên. Sao 35 còn nhiều cho 35. Cái này nguyên set này một cái. Ui, cưng hồng. Một cái áo bà ra nhá. Kèm một cái chân váy nhá, boris nhá. Cái này chị em tầm 50 đổ về là chị em chút đẹp. Kèm bà. Kèm. Một cái áo khoác. Kèm 38. Kèm một kéo khoác sale luôn trẻ mình, bộ này 59k luôn. Bỏ bao tải luôn đi. Sale luôn trẻ mình, nguyên set này 59k luôn. Hàng này em đang chạy 115.000. Một cái chân váy, một cái áo dây. Đấy, và kèm luôn một cái áo khoác nữa cho chị chiếc fan. Set 59k chiếc fan luôn. À chút xem ạ. Chút xem ạ. Ui mấy cái con thun thái này trẻ em nó chút phí à. Thôi lại tiền không ra chứ phải đó. Lên mã bò xanh luôn dùng đi, xây to nhé. Bò xanh. Cái em hết. Lên mã bò xanh luôn dùng đi, cái này xây to này. Em xây luôn cho trẻ mình là. Cái con này bị dơ chứ này. Cái này lên mã dơ, cái này trẻ mình về giặt nhé. Lên mã này là mã 10k đi. Cho em về giặt dùng nguyên cái này. Nha, lên mã 10k luôn dùng như là ok. Hết kem 38 à. Cái này lên mã 10. Xanh 35. 10 vàng 35 sang xa. Hiện tại cái này em còn 35. 35 là còn đẹp mà. Hết màu đen à? Còn màu đen đó. Dép này hiện tại còn 35 nha chị em hồi nãy. Đi thêm màu đen đây thì sang rồi. 35 còn 2 đô một bạn. Giờ đi 35 đi. Cứ lên 35 kèm màu luôn dùng em đi chị em hồi nãy. 145.000 đảm bảo không đi đâu nhập được con này, giá nào không đi mua được đâu được giá 145.000 luôn. Nha, giờ chủ yếu là còn 35. Còn chủ yếu là 35 nha chị em ơi, 145.000. Hàng này giờ gọi là 38 thì là có màu gì á thì có màu nu nu á. Giờ chủ yếu là còn 35 thôi. Nha chị đừng có lô ra nha chị, đừng có mắc công. Để em like vài cái vài màu thôi là khách ưng. Khách ưng bóc đủ size, đủ màu. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng 35 là ok. Xanh trắng đen. Ừ. Màu 38 là còn xanh, trắng và đen nhá. 39 chắc hết rồi. 38 còn đen không? Đó chị Ngọc Hàng dặn rồi, dặn bữa rồi kìa. Ngọc Hàng 38 kìa. Ngọc Hàng 38 nè. Chị Bích Văn cuối dùng lấy màu. Bích Văn là còn màu xanh nè, màu trắng nè, màu đen. Màu đen còn nữa không? Cho chị Bích Văn đôi màu đen luôn. Đến đây là Ngọc Hàng hả? Ngọc Hàng. Có màu xanh, màu trắng, còn màu xanh, màu trắng và màu đen cho xe 38. Nha, 35 là đủ xa, đủ màu. 35 đủ màu.
đấy, nó còn lẻ tẻ như thế thôi, vì toàn khách cái này, hàng này khách dặn hết, toàn bộ hàng này là hàng khách dặn trước hết rồi, 145.000 một đôi nhá. Em nó mang về mang sướng thôi, cái này mang cỡ trẻ mình mang cỡ 1 tuần thôi là nó mềm nhũn ra cái da ra luôn, cái quai này, này mang cỡ 1 tuần là cái da nó bắt đầu mềm nhũn ra luôn. 39 thôi chị ơi, không có 40. Không có 40 nhá. Đấy, còn lại chú mang cốc lên 2 chốt, mang chốt nó luôn là cho nó sạch luôn. Có 39 chứ không có 40 nha chị ơi. Con này lên mã thái trơn này, tặng nó luôn chị ơi, 35k luôn, thái trơn nhá. Size 57 đổ về. Thái trơn nha. Thế, có 37 nè. 39. 39 còn màu gì? 39 anh Vũ Nguyễn lấy màu gì? 39 em còn màu này, màu trắng, màu vàng. Màu vàng với một màu xanh nữa. Thế để hỏi Thu Sương dặn vết hay nhiều không biết là lấy chi. Thì giờ lên, đây nè chị ơi. Nè. Một đây, 139 em còn được 3 màu này thôi. Màu trắng, màu xanh, màu hồng nhạt này. Màu vàng. Cái 37 màu đen. Đấy, 48. Màu đen hết. 37 màu đen thấy giờ tuyết trắng. Màu đen chỉ có được chưa? 35 với 38 rồi. Rồi bỏ vô bao này, tiếp là nguyên up lên. Up lên còn. 39 vàng kim trăm. 39 vàng. Đây này, chị kim trăm. Rồi con này xe 35.000 luôn. Xe 35.000. Xe 39 đấy. Coi ở trên cái mặt dép á. Đây nè. Bà bán là hết dép rồi mà không biết cái size nó nằm ở mô. 39 vàng cho chị. 39 vàng còn không? Có bộ đôi nữa thôi. Con đôi thôi là hết rồi. 8, 38 có trắng không? Có. 38 trắng gì? Tuyết trắng. Tuyết trắng. 145k. Chị Thảo Nguyễn không có vàng nhá. Ghi trăm lên rồi. Con này em đi chạy em 45k luôn. Con này dòng có tông xước nhá, xe 45k. Có tông xước nhá, size này dành cho tuyết trắng. Con này dòng có tông xước nha. Size này dẹ mình đến 60 mang ok luôn. Cái này phôm lửng, xe 45k. Chị anh Vũ Nguyễn bảo hỏi sao bỏ hết 39 kìa. Chị lại nói có 39 mà. Tôi còn 39 mà. Con ai đi hết mô. Tặng lấy. Con trắng còn đây. Còn màu hồng nhạt nhạt nè. Đánh. Màu xanh, ba màu đó chị anh Vũ Nguyễn lấy đi. Đen hết 39 đó. Mỗi màu đen. Đen vàng hết. Đen vàng hết 39. Hết đen hết vàng còn từng này màu đấy. Chị nào lấy cái gì chốt nhé. Em nói là bao đẹp luôn. Lấy màu gì? Còn trắng, màu trắng, màu kem, màu xanh. Ba màu đó. Rồi nha. Lên mã vàng luôn dùng nguyên. Bộ vàng đâu, bộ vàng 45kg đâu đó trời. Áo vàng nha. Màu trắng đi. Màu trắng xe 39 cho chị anh Vũ Nguyễn. 39 màu vàng hết rồi cô Lệ ơi. Giờ hiện tại nè chỉ còn màu xanh nè, màu hồng nè. Màu trắng đúng không? Trắng đúng không? Anh Vũ Nguyễn. Còn 3 cái thôi. Được nhá, cái này được với chị Nghĩa Đoàn 60-4. Cho chị Nghĩa Đoàn. Nghĩa Đoàn. 9k. Thờ bao nhiêu đợt hàng có đủ trả đâu. 39 xanh gì Thảo Nguyễn. Cô Lệ ơi chọn lại màu nha. Chiều ghé tranh thủ ghé lấy sớm em ơi. Xe 39 cho chị Ti Ti. Màu chị. Màu trắng đi. Màu xanh còn không? Cho cô Đặng Lệ. Màu xanh chi? Xe 39. Hết rồi, còn có đôi thao nguyện chốt rồi. Đen thành tiêu vậy. Nó sẽ không bao giờ có ở đây đen 49 gì? Thế còn cái gì không? Màu này đẹp nè cô Đặng Lệ ơi. Đẹp lắm, nó riêng cái này á. Cái màu này đi. Cô không lấy cái này là hết luôn, size 39 luôn. Riêng cái size 39 với size 37 là hết trước nhất. Còn hai màu, màu đi và màu trắng thôi nè. Lấy màu đó cho dễ mang. Chị Thảo Nguyễn mua lần giờ là gột đơn với chị Nghĩa Đoàn trời. Màu chi cũng được, đúng rồi đấy. Màu chi cũng được, chốt như thế là có. Cái ni là đẹp chị đây. Ồ. Đa đa cái bộ thun thái này đẹp. Ừ, nhưng mà bị dơ chứ. À, cái áo không? Cái này bị dơ chứ rồi.
Nó dạy em về giặt dùng nhất tay hoa chín sao. Nè dạy mình ai chốt cho chị chuyển khoản đi đã rồi tính sao. Cái này size 29k, cái này bị dơ một xíu phần vai nè. 29k với thun thái, cái này phôn lửng với chị em 60 vẫn mang được. 29k bị dơ, lên mã dơ 29 là ok. Rồi lên mã nam xịn cho chị em đi trần. Cái nó bị dơ phần vai nhé, để ý luôn giùm em nhé. Con này nam tầm 55, cái này mình mang được luôn. Hàng này em đi nhập hàng 8 luôn. Anh xem chị em mình con này 59k. Lên mã áo nam CL 59k nhé. Thì nào lấy áo nam CL, lên áo nam CL luôn dùng đi. Còn hai cái con bò cam này sale chị em 39.000 đi. Dơ em hết rồi. Rồi. Hai con bò cam này chị em mình mang cái quần à. Cái quần ngố. Dơ hết rồi. Ba con bò cam à. Quần cam nó cam to rồi. Hai con bò cam. 39k luôn, thun thái luôn nha. Sale 39k này. Chị nào lấy cam. Ở đây. Con này cam to luôn. Bò cam luôn dùng nguyên là ok nhé. Sale. Alo. Chị ở đâu á chị? Đang còn á, chị gần thì chị tiện thì chị chạy lên. Chị em nói chuyện mà nếu ok thì làm thôi. Nhà em ở đường Cà Na 4. Chị tới Cà Na 4 thì lại. Nãy giờ còn gần mấy xe không mấy khách. Con này thái 779 đi 55.000 con này luôn. Con này đẹp lắm, hết rồi đấy. Con này 55k luôn. Thái 779 nhá chị em mà nó xe 60 nhá. Giờ cái này 779 giờ còn hàng rất lại thôi nè, không có hàng nữa. Con này sale 20.000 luôn. Con này dòng găng nhá, 20 luôn, đi 40 hai con. Mã này đi 40 hai con đi, size chị em 52 đổ về. Cái này sẽ làm ăn on body nhá. Lên mã 40 đi combo hai con, rẻ hề. Hàng găng ấy chị em mình ơi, dặn ba lỗ găng ấy. Lên 40 cái này em không tách lẻ hề. 40 đi, hai con cho nó bay. 42 con. Rồi lên mã áo bé, cái này mình đang sale bao nhiêu tiền rồi. Áo bé size 2. 39 nghìn. 49 nghìn. 49 nghìn. Đi con này 30k luôn. Đi con này 30k luôn nhé. Chị nào lấy bé 30, lên bé 30 luôn dùng nguyên. Sale cho nó sạch nha chị em mình ơi. Bé 30 nha chị em mình nhé. Cái này cứ rớt rớt lại thứ một cái, thứ một cái à. Rồi còn một cái áo thun thái sọc. Rồi chị bỏ xuống đây, bỏ vô trong bao cho em. Bé cho chị Ngô Thị Kim Trung. 30k luôn. 30k luôn. Rồi con này lên luôn dùng em. Cái này thái lửng sale 49.000 luôn. Cái này 57 đổ về thì chị em cho ok. 49.000 nha. Chị nào lấy thái lửng 49 lên luôn dùng em ok. Thái lửng 49.000 nha chị em ơi. Bỏ lên cho nó gọn luôn. Rồi nhá, cái này em đang đi trẻ mình 89.000 bộ NI này, size 55 đổ về. Xe luôn trẻ mình 75k luôn, còn sót được bộ bộ này hàng người ta chạy 180.000 ấy. NI này toàn NI theo nhá, bộ này bộ thun thái nha chị em mọi người. Xe luôn trẻ mình con này 70 á. 75k. Bộ này rẻ hơn bỏ sỉ luôn, còn sót được bộ. Xe 75 nhá. Chị nào lấy bộ NI75 lên NI75. NI75 nhá, sale luôn cho chị em cho nó sạch kho thôi. Nha chị nào lấy NI75 lên NI75 luôn dùng đi. Còn xem like còn ấy không thì em lên tiếp nha chị em mà nó không là em ngưng nhá. Chứ không có công like ở đây nữa cô nữa mà. Bộ này bự lắm luôn, size 65 còn mang được. Size 62. Cái này chốt với size 62 nhé. Size 62 bộ thun thái quần vàng em đang được chị em 89.000 đúng không? Đi chị em mà nó 75.000 luôn. Nha, lên mã quần vàng luôn dùng nguyên, cái này thì em chạy rất là nhiều luôn. Chốt mã quần vàng luôn dùng nguyên nhé, bộ thái size 62 đổ về chị em chốt ok. Lên mã quần vàng là ok nhé. Ui cái này đẹp chứ Nguyên ơi. Quần bo nữa chứ. Size 60. Nhắm mắt nhắm mắt. Gu của em rồi nè. Áo cũng lửng lửng nè.
Ồ, chị Vy mua cái này đi em ơi, cái này đẹp lắm. Thật sự luôn ý. 105.000 cái set này nè. Em đi luôn chị, em mình là 89.000 luôn. Đẹp lắm luôn ý nè. Lên mã này, chị nào mà to con phát con này cũng được, sau 60-62 mang bộ này rất là ok luôn. Đẹp lắm. 89.000 cái bộ này bỏ riêng đi. Rồi, bộ này không phát tiếp lắm. Chị bỏ Kim Anh này cũ mới ta. Bỏ Kim Anh. Lên thông tin cho em đi chị bỏ Kim Anh ơi. 89k luôn. Bộ này cân. Ok. Size 60 ok và áo của nó con này hơi lửng lửng chứ. Con này size 60 ok. Sale luôn chị em mình 79k. Áo lửng lửng nhé, bộ này đẹp lắm. Cái này rất mẫu lại thôi chị em mình đó. Size 79 cao luôn. Nha, lên mã quần hồng, size 60 ok. 79k, chốt mã quần hồng luôn dùng em là được nha chị em mình đó. Lên quần hồng luôn dùng em nhé, size 79. Nha, chị nào lấy quần hồng lên quần hồng size 79 luôn dùng em là ok. 40.000 hai cái đi chị, tuyết trắng hồi nãy cái áo đó. Áo xanh. Cái này còn mấy bộ trang thái lẫn. Không có chị người tình trăm năm sau rồi. Mấy cái bộ ngố tim này cưng này. Chị em mình nhìn cái phong quần 55 đổ về người ta mai này. 55 đổ về nhá. Lên mã này là mã ngố luôn. Dùng cái này em tê luôn chị em mình đã 89.000 đi. Tới 55 đổ về nhá. Lên ngố luôn dùng em là ok nha. Xong em ngưng like đi chị em mình. Chốt mà like 2-3 mã không thấy chốt thì phí đó. Nha, rồi nhá, ngưng nha chị em mình ơi. Ngưng nha. Bye bye chị em mình luôn. Bye bye nha.